Y võ song toàn, Tần Lâm, bản dịch. Tập 4. Triệu Tử Văn ngây người một lát, sau đó vẻ mặt lập tức biến đổi. Tổng giám đốc Mạnh đang nói gì thế, tôi làm sao, tại sao lại sa thải tôi? Mạnh Văn Cương hừ lạnh một tiếng, tại sao lại sa thải cậu? Cậu không tự biết sao? Tập đoàn Mạnh thị của tôi, từ lúc nào mà lại cúi đầu trước gia tộc khác vậy? Chỉ vì nhà họ Đường còn con mà cậu dám sa thải nhân viên của công ty sao? Người như cậu mà cũng xứng là tấm gương tốt sao? Cút ngay! Triệu Tử Văn xám mặt lại, nhìn trông rất khó coi. Tổng giám đốc Mạnh xếp cân nhắc lại một chút đi. Không muốn nghe ông ta biện minh thêm nữa, thư ký lập tức lôi Triệu Tử Văn ra ngoài. Mạnh Văn Cương lại nói, bây giờ cậu sẽ là tổng giám đốc của bộ phận chất lượng, đãi ngộ và lương bổng giống như cậu ta. Ngoài ra công ty sẽ đưa cho cậu 5% cổ phần coi như thưởng cuối năm trước cho cậu. Sau khi nói xong, Mạnh Văn Cương lấy một chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra. Nếu đã là giám đốc điều hành của công ty, ra ngoài phải giữ thể diện cho công ty, chiếc xe Audi A8 này là tôi mới mua, đưa cho cậu đi trước, còn về vest gì đó thì cậu tự mua, mua loại cao cấp một chút, sau đó đưa hóa đơn cho bên tài vụ thanh toán cho, tính vào tiền của công ty. Phần thưởng của Mạnh Văn Cương thực sự khiến Lâm Vũ sững sờ. Phải nói thế nào đây? Khổ tận cam lai. Không chỉ không mất công việc mà còn được lên chức, lên làm giám đốc điều hành luôn. Còn được nhận 5% cổ phần công ty. Đây đúng là một bước lên tiên mà. Hơn nữa còn được điều động cho chiếc xe cao cấp, trước đây tổng giám đốc Triệu cũng không được khoản đãi ngộ như thế này. Mạnh Văn Cương cảm thấy cũng tạm ổn rồi. Nhiều đây thôi cũng đủ để ông ấy mất kha khá thời gian để tiêu hóa mọi thứ. Được rồi Tổng Giám Đốc Lâm, nếu không còn việc gì nữa thì cậu về nhà đi, hôm nay đi mua mấy bộ đồ vest, ngày mai chính thức đi làm, đừng làm tôi thất vọng. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Mạnh đã nâng đỡ, tôi mạo muội hỏi một câu, tôi có thể biết tại sao không? Mặc dù Lâm Vũ tự cho rằng năng lực của mình tốt, cũng thật thà quyết đoán, nhưng người như ông, ở công ty lớn của tập đoàn Mạnh thị đâu đâu cũng có, cho dù có xuất sắc thế nào cũng không đến mức được Tổng Giám Đốc Mạnh đích thân tới xem chứ. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Mạnh Văn Cương nở nụ cười thần bí nói. Tổng Giám Đốc Lâm, cậu phải tự tin lên, cậu có năng lực gánh vác, hơn nữa còn có quý nhân tương trợ, được rồi, không nói nhiều nữa, cậu mau về nhà đi. Lâm Vũ ra khỏi công ty với trạng thái lâng lâng, một lát sau. Thông tin ông được thăng chức đã được thông báo cho cả công ty, ngày mai đến công ty, mọi người sẽ phải nhìn ông bằng con mắt khác. Đi xuống dưới lầu, ngồi trong chiếc xe Audi A8 mới tinh, Lâm Vũ cảm giác như đang trong mơ. Quý nhân tương trợ, quý nhân nào? Con thấy có một chiếc siêu xe đỗ dưới nhà mình, hình như là A8, xe của ông chủ. Đường Mẫn đang nấu cơm, không vui nói, xe của ông chủ hay không thì làm sao? Mẹ với con còn chưa được ngồi bao giờ. Vài giây sau, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên kêu lên. Là bố, chiếc xe đó là bố lái về. Đường Mẫn kinh ngạc, thật không vậy. Đến bên cửa sổ xem, đúng thật là Lâm Vũ xuống xe, còn mặc một bộ vest, trên tay còn cầm mấy cái túi, nhìn giống như túi ở mấy cửa hàng quần áo cao cấp. Về đến nhà, thấy hai mẹ con đều có vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Vũ nở nụ cười. Vội vã nói cho hai người biết tin tốt. Sau vài phút, Đường Mẫn và Lâm Nguyệt Giao vô cùng mừng rỡ. Bố giỏi quá, thoáng cái đã là giám đốc điều hành của tập đoàn Mạnh Thị rồi, vậy thì con chẳng phải là con nhà giàu rồi sao? Chồng em lợi hại thật, em biết mà, vàng thế nào cũng có ngày sẽ sáng thôi, bây giờ thì tốt rồi, sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn, hôm nay em sẽ làm thêm vài món. Sau khi Tần Lâm ngồi trên sofa nghe được tin liền hơi gật đầu, Mạnh Văn Cương làm việc cũng nhanh đấy. Không lâu sau một bàn đồ ăn lớn đã được sắp sẵn, bốn người cùng ngồi xuống ăn cơm, Đường Mẫn nói. Ông Lâm, bây giờ ông đã là giám đốc điều hành rồi, sắp xếp cho Tiểu Lâm một công việc chắc không thành vấn đề chứ. Trong lòng Tần Lâm cảm động, dì hai thực sự đối xử tốt với anh từ đáy lòng, người đầu tiên bà ấy nghĩ vào lúc này lại là anh. Lâm Nguyệt Giao chau mày, nói. Mẹ đừng nói linh tinh, bố con vừa mới lên làm lãnh đạo đã nhét người vào công ty. Đây chẳng phải là khiến người ta bàn tán sao. Hơn nữa,
Tần Lâm cũng không có bằng cấp gì, vào tập đoàn Mạnh Thị cùng lắm cũng chỉ làm bảo vệ. Lâm Vũ nói, mặc dù lời của Nguyệt Giao nghe không được lọt tai, nhưng cũng có lý, Tổng Giám Đốc Mạnh tin tưởng tôi mới cho tôi làm lãnh đạo, tôi vừa lên chức đã cho người nhà vào làm có chút không hợp, bên bệnh viện của Nguyệt Giao hỏi thế nào rồi. Lâm Nguyệt Giao không nói gì, bố mẹ đúng là quyết tâm kiếm việc cho Tần Lâm, cô ấy cũng hết cách. May mà tâm trạng hôm nay của cô ấy tốt. Bên bệnh viện của con chưa thấy nói gì, chắc không có vấn đề gì, công việc của con dạo này cũng khá thuận lợi, lãnh đạo rất coi trọng con. Sau chuyện tối hôm qua, không ít các vị lãnh đạo trong bệnh viện hỏi thăm tới Lâm Nguyệt Giao, mấy người trước đây cũng không mấy thân thiết, thậm chí chỉ quen chút ít cũng gọi điện thoại, nhắn tin lôi kéo quan hệ. Dù gì thì cũng nghe nói Lâm Nguyệt Giao có quan hệ với Tần Đại Sư, tương lai sau này chắc chắn sẽ rất rộng mở, đến Tổng Giám Đốc Mạnh cũng tôn kính, thần y chắc chắn là người tài của quốc gia. Tổng Giám Đốc Mạnh là ai? Là nhân vật mà viện trưởng của bọn họ cũng không dám đắc tội. Thậm chí chủ nhiệm Lưu cũng đích thân gọi điện cho Lâm Nguyệt Giao hỏi cô ấy đã nghỉ ngơi khỏe chưa, lúc đó Lâm Nguyệt Giao nói tới việc tìm công việc cho Tần Lâm chắc cũng không thành vấn đề. Nghe thấy lời của Lâm Nguyệt Giao xong, Đường Mẫn cười không khép được miệng. Vậy thì tốt quá, nhà chúng ta ngày càng phát đạt, Tiểu Lâm đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi, anh ta có gì mà phúc tinh chứ, chỉ là anh ta gặp may thôi. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi thật sự sắp xếp được công việc ở bệnh viện cho anh đừng có mà tự đạp đổ chén cơm đi, đến lúc đó tôi sẽ rất khó xử, nghe rõ chưa? Tần Lâm bất đắc dĩ, chuyện việc làm, mọi người không cần phải lo cho cháu đâu. Đường Mẫn hôm nay rất vui, lập tức ngắt lời Tần Lâm, được rồi Tiểu Lâm, cháu không cần phải từ chối, khách sáo với dì hai làm gì. Chuyện này cứ quyết định như thế đi, mau ăn cơm thôi. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của dì hai, Tần Lâm cũng không nói gì. Dù gì trước đây cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Đường. Bây giờ điều kiện gia đình mới tốt lên một chút bà ấy đã vui như vậy rồi, thực sự khiến người khác cảm thấy bùi ngùi. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lâm nói muốn xuống lầu đi dạo một vòng, sau đó liền ra ngoài. Chỉ còn lại ba người, Lâm Vũ hỏi. Hôm nay lúc Tổng Giám Đốc Mạnh tìm tôi nói chuyện, tôi có hỏi tại sao lại đề bạt tôi, ông ấy có nói tôi có quý nhân tương trợ. Hai người có nhớ không hôm qua Tiểu Lâm có nói rồi. Công việc của nó để nó giải quyết. Hai người nói xem, không phải do Tiểu Lâm giúp đó chứ. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, sao có thể chứ, anh ấy có ra ngoài bao giờ đâu, còn chưa quen với cuộc sống ở đây, sao có thể giúp bố được chứ. Đến cả Đường Mẫn cũng cảm thấy không thể nào, mặc dù Tiểu Lâm là đứa trẻ tốt, nhưng chuyện này có vẻ không liên quan đến nó. Lâm Vũ chau mày, vậy thì lạ thật, quý nhân mà Tổng Giám Đốc Mạnh nói rốt cuộc là ai? Quý nhân, một nhà ba người cùng chìm vào nghi ngờ. Mặc dù Đường Mẫn là cô hai nhà họ Đường nhưng dù sao bà cũng đã rời khỏi nhà họ Đường, cho nên không còn quen biết nhiều với những gia tộc lớn nữa, vì vậy sẽ chẳng có một ai chịu đi giúp đỡ một người đã sa sút như bà hết. Ánh mắt Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên biến đổi, quý nhân. Không lẽ là Tần Đại Sư? Trong thời gian này, Lâm Nguyệt Giao đã làm quen với người lợi hại nhất, đó chính là Tần Đại Sư với y thuật như thần. Địa vị xã hội cực cao, đến cả Tổng Giám Đốc Mạnh cũng vô cùng kính trọng người ấy. Đúng rồi. Chẳng phải hôm qua Tần Đại Sư đã phẫu thuật cho bố của Tổng Giám Đốc Mạnh hay sao? Chắc chắn là sau khi phẫu thuật xong, Tần Đại Sư đã nói gì đó nên Tổng Giám Đốc Mạnh mới chú ý đến Lâm Vũ. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Nếu như Tần Đại Sư không có ý với Lâm Nguyệt Giao thì sao lại vô duyên vô cớ đi giúp đỡ Lâm Nguyệt Giao chứ? Lại chỉ đích danh Lâm Nguyệt Giao đi hỗ trợ mình trước mặt bao nhiêu là chuyên gia như vậy. Liên hệ tất cả lại với nhau làm Lâm Nguyệt Giao không thể không suy nghĩ linh tinh. Nguyệt Giao, con nghĩ gì mà mặt đỏ thế? Dạ, con không. Tim Lâm Nguyệt Giao đập thình thịch, trong đầu bắt đầu suy nghĩ loạn cả lên. Không biết khi nào mới có thể gặp Tần Đại Sư một lần đây. Tần Lâm lựa thời gian gọi điện cho Đường Thiên Hào. Lúc này, Đường Thiên Hào còn đang ở nhà dưỡng thương. Mặc dù bố ông ta vô cùng khinh thường Tần Lâm nhưng ông ta lại không dám dây vào Tần Lâm một chút nào. Cặp đùi này sắp tàn phế đến nơi rồi, huống hồ vị cao thủ mà ông ta mời đến trước đó cũng đánh không lại Tần Lâm,
ông ta lấy đâu ra khả năng mà trêu chọc Tần Lâm chứ? Nhận được điện thoại của Tần Lâm, Đường Thiên Hào cũng sợ hết hồn hết vía. Đường Thiên Hào, tôi cho ông một ngày để trả lại tất cả tài sản thuộc về dì hai Đường Mẫn của tôi. Chuyện này, Đường Thiên Hào thật sự là sợ vỡ mật, chuyện này tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể cho bà ta tài sản của tôi. Tần Lâm gật đầu, cũng được. Lúc còn ở nhà họ Đường, Đường Thiên Hào cũng là một cậu ấm, tài sản của ông ta chắc chắn cũng không kém hơn dì hai. Ông ta thức thời như vậy là quá tốt rồi. Giờ cơm tối, chú hai và Lâm Nguyệt Giao cũng tan làm trở về. Trong công việc, hai người cũng có nhiều tiến triển nên có vẻ tâm trạng cũng rất tốt. Lâm Vũ thì không phải nói rồi, trở thành giám đốc điều hành của công ty, các nhân viên khác muốn nịnh ông còn không kịp, nên vô cùng phối hợp khi làm việc. Còn Lâm Nguyệt Giao, từ sau khi tin đồn giữa cô ấy và Tần Đại Sư nổ ra thì có rất nhiều lãnh đạo lớn nhỏ của bệnh viện đã thay đổi thái độ với cô ấy. Cho cô tham gia rất nhiều lần phẫu thuật, rõ ràng là có ý muốn nâng đỡ cô, thậm chí chủ nhiệm Lưu còn để cô ấy viết đơn lên làm phó chủ nhiệm. Tất cả những chuyện này đều phải cần trở thành một bác sĩ xuất sắc có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong nghề mới có thể có được. Nếu là Lâm Nguyệt Giao của ngày trước thì cô ấy không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng cô ấy cũng biết, mọi chuyện này đều nhờ tin đồn của mình và Tần Đại Sư mà có. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không phải sự thật. Thậm chí cô ấy còn chưa cả gặp mặt Tần Đại Sư. Nếu cứ thế này mãi thì cũng không phải cách, cô ấy phải tìm cơ hội gặp mặt Tần Đại Sư mới được. Nhưng người ấy có địa vị cao như thế, một người bình thường như cô ấy sao có thể muốn gặp là được chứ? Đã đến giờ ăn nhưng Đường Mẫn lại không hề nấu cơm mà ngồi trên sofa xem điện thoại, khiến cho hai bố con Lâm Vũ hơi buồn bực. Mẹ, sao mẹ lại không nấu cơm thế ạ? Đường Mẫn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, cảm xúc lẫn lộn, giọng nói run rẩy. Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với hai bố con. Thấy vẻ mặt của Đường Mẫn, hai bố con giật nảy mình, mẹ sao vậy? Đường Mẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã. Ban nãy Đường Thiên Hào gọi điện cho mẹ, nói nhà họ Đường có lỗi với mẹ, sẽ khôi phục thân phận cho mẹ từ ngày hôm nay. Nếu mẹ đồng ý trở về thì có thể về lúc nào tùy ý. Lâm Vũ nhíu mày, Đường Thiên Hào này thâm hiểm xảo trá, nói không chừng là có bẫy gì đó, không nên đi. Đường Mẫn gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, cho nên đã từ chối thẳng. Tôi cũng không muốn trở về cái gia đình lạnh lùng đó làm gì. Nhưng Đường Thiên Hào còn nói có về hay không là tùy tôi, mà ông ta còn muốn trả lại cho tôi phần tài sản vốn thuộc về tôi kia. Lâm Vũ sửng sốt, thật ư, nhà họ Đường có lòng tốt vậy sao? Đường Mẫn gật đầu thật, tôi vừa mới nhận được mấy cuộc điện thoại liền. Mấy khách sạn, nhà hàng và cả một số khu vui chơi nổi tiếng nhất của nhà họ Đường đều đã được sang tên của tôi, các cổ phần cũng đã chuyển cho tôi hết, mọi thủ tục sẽ làm xong trong hôm nay. Lúc này, Lâm Vũ và Lâm Nguyệt Giao không nói gì. Để bà ấy về nhà có thể là giả tạo, nhưng chuyển nhượng tài sản và cổ phiếu thì chắc chắn là thật. Không lẽ lương tâm của Đường Thiên Hào trỗi dậy à? Hai bố con Lâm Nguyệt Giao vui vẻ vô cùng. Con sắp thành con nhà giàu rồi. Bố thì làm giám đốc điều hành, mẹ lại thành bà chủ, nhà chúng ta dạo này hên quá đi. Thật ra Lâm Vũ cũng hơi ngơ ngác, dạo này tin vui đến liên tục. Gia đình bọn họ từ cuộc sống khó khăn trở nên dễ chịu hơn, thậm chí còn có khuynh hướng biến thành nhà giàu sổi. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là vì may mắn hay sao? Nói không chừng nhà chúng ta thật sự có quý nhân phù trợ đấy. Lâm Vũ chỉ tiện mồm nói vậy, nhưng không ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lâm Nguyệt Giao lại nghĩ rằng, có khi nào là Tần Đại Sư giúp họ không? Tôi đến, Tần Lâm nhận được điện thoại của Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, bố tôi đã xuất viện rồi, sức khỏe tốt lắm, thật sự cảm ơn sư huynh nhiều. Tần Lâm đáp, khỏe lại là tốt rồi, sau này bảo ông cụ đừng hút thuốc nữa. Được, tôi nhất định sẽ dặn dò ông ấy. Để bày tỏ lòng cảm ơn, sáng mai tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho sư huynh xem thời gian. Tần Lâm chau mày, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc, ăn mừng thì lố quá rồi. Mạnh sư đệ, vậy có hơi phô trương đấy. Mạnh Văn Cương vội vàng đáp, thật ra thì đây không chỉ là ý của tôi, mà là ý của các chuyên gia tại Bệnh viện Nhân dân nữa.
Hai cuộc phẫu thuật của sư huynh khiến bọn họ vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng vì lúc ở trong phòng phẫu thuật thì không được giao lưu nhiều, nên muốn nhờ tôi tạo cơ hội để mọi người làm quen với nhau. Tần Lâm gật đầu, ra là vậy. Lúc đó anh chỉ lo cứu người, nên không có để ý đến những chuyên gia kia. Đối với nhóm chuyên gia này, Tần Lâm vẫn có chút hảo cảm, dẫu sao đều là đi chữa bệnh cứu người. Có một nơi để mọi người giao lưu trao đổi, Tần Lâm truyền thụ cho bọn họ một vài lý luật, nói không chừng sau này có thể cứu được nhiều người bệnh hơn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng được, tối mai tôi đến đó vậy, nhưng không cần phô trương quá đâu, cứ khiêm tốn thôi. Được được được, cứ theo ý của tiểu sư huynh. Vậy sư huynh có yêu cầu gì về khách khứa không? Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói, tôi mới đến nên cũng không biết ai, sư đệ cứ quyết định đi. À, mời cả Lâm Nguyệt Giao của Bệnh viện Nhân dân nữa nhé. Được, tôi hiểu rồi. Những bác sĩ có quan hệ tốt với Mạnh Văn Cương đều là những chuyên gia trong ngành, Lâm Nguyệt Giao chắc chắn còn không có tư cách đến đâu. Nhưng vì Lâm Nguyệt Giao đi theo ngành này, nên Tần Lâm cũng giúp đỡ cô ấy một chút. Đến gặp mặt các cao thủ trong ngành y cũng có lợi rất nhiều. Tối đó, Lâm Nguyệt Giao nghe điện thoại xong thì kích động không thôi. Mẹ, mau chuẩn bị đồ cho con với, mai con tham gia tiệc rượu. Đường Mẫn tò mò, con yêu, tiệc rượu gì mà con kích động thế? Là tiệc ăn mừng của Tần Đại Sư đó ạ? Tổng Giám Đốc Mạnh mời con tới, con nhất định phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Đường Mẫn sửng sốt, sao Tổng Giám Đốc Mạnh lại mời con chứ? Con còn chẳng phải phó chủ nhiệm cơ mà. Lâm Nguyệt Giao cũng lắc đầu, con không biết nữa. Con xem danh sách khách mời rồi, đều là lãnh đạo trong bệnh viện con hết. Ngoài ra còn có chuyên gia từ các bệnh viện khác, tính ra thì con không đủ tư cách để tham dự ý. Chắc là bố nói đỡ con rồi. Đường Mẫn gật đầu, ừ, giờ bố con là giám đốc điều hành rồi mà, nói không chừng là vậy ấy. Thực ra thì bữa tiệc lần này đến giám đốc điều hành là Lâm Vũ cũng không có tư cách tham gia. Lâm Nguyệt Giao chạy vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn, vừa đánh trứng vừa trộn bột. Mãi hơn 2 tiếng sau mới làm xong một mâm bánh bích quy. Mẹ, mẹ có hộp quà không ạ? Con định gói quà là bánh bích quy cho Tần Đại Sư. Lâm Nguyệt Giao vội vàng làm bánh bích quy xong thì lại tất tưởi đi gói quà. Tần Lâm tò mò, làm bánh bích quy cho anh làm gì? Đi đến cạnh bàn, anh nhìn thấy một mâm bánh bích quy mới ra lò, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Bánh bích quy được làm rất kỳ công, có hình chữ Tần, chắc là Lâm Nguyệt Giao đã chuẩn bị khuôn bánh từ lâu. Cô gái này đúng là có tâm. Tần Lâm cầm một cái lên ngửi, thơm thật. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao từ trong phòng đi ra. Nè, anh làm cái gì đó? Tần Lâm nói ơ, thì anh xem em nấu nướng thế nào. Hôm nay Lâm Nguyệt Giao mát tính nên không so đo với Tần Lâm. Anh đừng có động vào, đây là bánh tôi làm cho Tần Đại Sư đấy, mà thôi, nhiều thế này hộp bánh cũng không chứa hết được, anh lấy một cái ăn thử đi. Tần Lâm ăn một cái bánh bích quy rồi nói. Cũng được, nhưng anh tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Lâm Nguyệt Giao lườm anh, tôi có làm cho anh đâu mà thích với chả không. Lâm Nguyệt Giao cầm hộp quà lên, chăm chú trình bày, tỉ mỉ như tặng quà cho người thương vậy. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Lâm Nguyệt Giao mà biết món quà cô ấy tỉ mỉ chuẩn bị lại dành cho anh thì không rõ cô ấy sẽ có cảm xúc gì đây. Sáng hôm sau, lúc Tần Lâm thức dậy thì Lâm Nguyệt Giao cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lâm Nguyệt Giao khi ăn diện lên thì cũng là một mỹ nhân thành thị đấy. Tần Lâm cũng nhận được điện thoại, nói là Mạnh Văn Cương đã cho người tới đón anh. Tần Lâm hỏi, em đi cùng anh hay tự đi? Lâm Nguyệt Giao chau mày, anh cũng đi. Tần Lâm cười, dĩ nhiên, anh không đi thì ai mở tiệc bây giờ? Lâm Nguyệt Giao nói, đây là tiệc rượu Tổng Giám Đốc Mạnh tổ chức, toàn là chuyên gia đầu ngành thôi. Tôi cũng chỉ có một tấm vé, không đưa anh theo được. Tần Lâm sửng sốt, em hiểu lầm rồi, anh không cần em đưa anh theo. Không cần, vậy anh vào kiểu gì? Lén chui vào chắc. Lâm Nguyệt Giao hơi tức giận, định dạy dỗ Tần Lâm một phen. Nhưng nghĩ lại có lẽ Tần Lâm cũng chỉ lo cho tương lai của anh ta thôi, cũng coi như là có lòng cầu tiến. Ít ra vẫn đỡ hơn ngày xưa, có lẽ là vì dạo này tiếp xúc với gia đình bọn họ nhiều. Ừ, anh đi thế nào thì đi,
Nếu vào đó thì phải khiêm tốn đấy, đừng có khoe khoang linh tinh, để người ta biết thì xấu hổ lắm. Anh tự đi đi, đừng có đi cùng tôi. Lâm Nguyệt Giao rất sợ Tần Lâm sẽ gây ra chuyện liên lụy đến mình. Hôm nay là một cơ hội tốt để cô ấy gặp mặt Tần Đại Sư, nếu bị Tần Lâm làm hỏng thì chắc cô sẽ tức chết mất. Tần Lâm thích làm gì thì làm, cô ấy chẳng buồn quan tâm. Buổi trưa, tại hội trường, đại sảnh khách sạn được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ở giữa là một chiếc bánh kem 7 tầng, bên trên viết vài dòng như là diệu thủ hồi xuân gì đó, hẳn là chuẩn bị cho Tần Lâm. Khách khứa liên tục xuất hiện, nhưng Tần Lâm thì chẳng biết ai. Thật ra, cho dù có là bác sĩ đã ở trong phòng phẫu thuật hôm đó cùng anh thì cũng chưa chắc anh có thể nhận ra. Vì ở trong phòng phẫu thuật ai cũng đeo khẩu trang thì biết mặt thế nào được. Công ty của Mạnh Văn Cương xảy ra chuyện nên ông ấy vẫn chưa đến đây. Buổi tiệc chưa bắt đầu, Tần Lâm liền đi dạo loanh quanh nơi này. Một người mẹ trẻ dắt con gái mình đi ngang qua, cô bé ngẩng đầu lên nhìn chiếc bánh ở trên cao rồi nói. Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt. Người phụ nữ chau mày, không được, đây là bánh ngọt của Tần Đại Sư, mẹ không lấy cho con ăn được. Muốn ăn thì phải chờ lát nữa. Mẹ, con muốn ăn. Cô bé nước mắt lưng tròng, nhìn đáng thương vô cùng. Tần Lâm nhìn thấy thì mỉm cười. Không cần phải vậy đâu, bánh ngọt là để cho trẻ con ăn mà, để chú cắt cho con một miếng nhé. Vừa nói, Tần Lâm lấy dao ra cắt một miếng bánh. Ngay lúc này, một tiếng hét kinh hãi phát ra từ sau lưng anh. Tần Lâm, anh làm cái gì vậy? Anh quay lại thì thấy Lâm Nguyệt Giao mặc trang phục dạ hội, tức giận nhìn anh. Anh cắt bánh cho cô bé này chứ làm gì? Lâm Nguyệt Giao tức đến xì khói đầu, anh bị điên à? Đây là thứ mà anh có thể động vào chắc. Hôm nay là tiệc rượu chúc mừng của Tần Đại Sư, người ta còn chưa đến mà anh đã cắt bánh ngọt ra rồi. Sao mà anh liều lĩnh thế? Tần Lâm chau mày, chỉ là bánh kem thôi mà, có ai quan tâm đâu. Với cả anh đã nói là anh không thích ăn bánh ngọt mà. Lâm Nguyệt Giao tức giận đến nắm chặt tay, anh đúng là hết thuốc chữa mà. Anh thích ăn cái gì thì ai thèm quan tâm, anh muốn ăn thì tự đi mà mua chứ. Tôi bảo hôm nay anh đừng có đến mà anh cứ vác mặt đến là thế nào. Đã lén chạy vào đây thì không nói làm gì, nhưng tôi bảo anh phải khiêm tốn, sao anh cứ liều lĩnh như thế, anh nghĩ anh là ai? Hiện giờ Tần Đại Sư với Tổng Giám Đốc Mạnh còn chưa xuất hiện mà anh đã cắt bánh ngọt rồi. Lát nữa khách khứa đến đầy đủ thì anh giải thích thế nào hả? Tôi có lòng tốt đưa anh đến bệnh viện, lại nói cho anh tin tức tiệc rượu. Anh thì hay rồi, không có chút cầu tiến nào, đúng là mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng. Nhân lúc Tần Đại Sư và Tổng Giám Đốc Mạnh còn chưa tới thì anh mau ra khỏi đây đi. Lâm Nguyệt Giao giận dữ đùng đùng. Khiến hai mẹ con nhà kia sợ hãi chạy đi. Tần Lâm nhìn Lâm Nguyệt Giao ăn mặc tinh tế, tay cầm hộp bánh bích quy, liền nói. Nếu anh đi thì tiệc này sao mà bắt đầu được? Em không cần chuẩn bị kỹ càng vậy đâu. Tần Đại Sư mà em muốn gặp chính là anh đây. Lâm Nguyệt Giao hơi ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt càng trở nên u ám. Anh bị điên rồi hả? Anh cho rằng mình họ Tần là anh có thể được gọi là Tần Đại Sư à? Anh có biết Tần Đại Sư là ai không? Là vị thần y đã cứu sống ông Trúc và bố vợ của Tổng Giám Đốc Mạnh đó. Ngay cả cấp trên của tôi cũng lực bất tòng tâm, vậy mà đến tay anh ấy lại được cải tử hồi sinh, một vị đại sư như vậy nên đáng được tôn trọng. Thay vì bị anh trêu đùa như vậy. Trong mắt Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm và Tần Đại Sư chẳng có gì giống nhau ngoài việc trùng họ ra. Tính cách Tần Lâm lập dị, hoàn toàn lạc lõng với xã hội. Anh không có năng lực gì nhưng lại cô độc và kiêu ngạo. Lúc nào cũng nói năng ngông cuồng, thật sự không hề biết điều khi sống ở một thành phố lớn. Hôm nay rõ ràng khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt Tần Thần Y, nhưng anh lại ở đây phá đám, hơn nữa anh còn không biết ngượng khi nói mình là Tần Đại Sư. Nếu như ở đây không có nhiều khách khứa thì chắc hẳn Lâm Nguyệt Giao đã mắng anh một trận. Lâm Nguyệt Giao nhìn miếng bánh mà đứa bé lấy đi, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh mau đi đi, chuyện bánh kem để tôi nghĩ cách. Lâm Nguyệt Giao vén váy bước nhanh ra ngoài, nhân lúc Tần Đại Sư vẫn chưa đến, cô vẫn có thể tìm cách xoay chuyển tình hình. Tần Lâm cau mày, dì hai và chú hai đều là người tốt, không ngờ cô em họ Lâm Nguyệt Giao này lại là người luôn tự cho mình là đúng như vậy.
Sau khi Lâm Nguyệt Giao rời đi, cuối cùng Mạnh Văn Cương cũng đến, và tất cả các chuyên gia y tế cũng có mặt đông đủ. Tần Đại Sư, Tần Đại Sư. Tần Đại Sư đến sớm thật đấy. Sau khi gặp mặt chào hỏi vài câu thì Mạnh Văn Cương giới thiệu từng người một, có rất nhiều tiền bối trong ngành y tỏ ra vô cùng khách sáo với Tần Lâm. Nếu như nói lúc trước khi cứu ông cụ Trúc Tam Đao là may mắn thì chắc chắn lần cứu bố của Tổng Giám Đốc Mạnh rõ ràng là thực lực. Làm vỡ khối u bằng một cây kim bạc, sau đó dùng vòi hút ra, phương pháp chữa trị này thật sự chưa từng có, và nó như mở ra cho họ một chân trời mới. Vậy nên cho dù tuổi tác có lớn đến đâu cũng phải gọi Tần Lâm một tiếng Tần Đại Sư. Từ xưa đến nay, người có tài y thuật nhiều vô kể, nhưng lại rất ít người được gọi là Đại Sư. Tần Lâm cũng chỉ gật đầu với bọn họ, lúc nãy bị Lâm Nguyệt Giao làm cho mất hứng nên anh cũng chỉ nói đơn giản vài câu. Sau khi lấy được danh thiếp của bác sĩ và các ông chủ lớn, Tần Lâm liền rời khỏi hội trường. Mặc dù tất cả mọi người đều thất vọng vì sự vắng mặt của Tần Đại Sư, nhưng cũng không dễ gì khi mời được các chuyên gia về y học này tụ họp lại với nhau, cho nên bọn họ cứ tiếp tục thảo luận. Khi Lâm Nguyệt Giao quay lại, thấy Tổng Giám Đốc Mạnh đã đến rồi, hơn nữa bữa tiệc cũng đã bắt đầu, rồi đột nhiên mặt cô biến sắc, cô cầm một chiếc bánh hình tam giác bước vào trong. Nhân lúc không ai để ý cô đặt lại chiếc bánh vào vị trí cũ, vừa như in, chắc là sẽ không có ai phát hiện đâu. Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến chỗ Tổng Giám Đốc Mạnh, hỏi. Xin chào, Tổng Giám Đốc Mạnh, tôi là Lâm Nguyệt Giao, ông có nhận ra tôi không, tôi. Mạnh Văn Cương nói, biết chứ, tôi nhận ra cô là con gái của Tổng Giám Đốc Lâm đúng chứ, thật xinh đẹp mảnh mai làm sao. Lâm Nguyệt Giao cười ngượng ngùng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Mạnh đã khen, Tần Đại Sư. Vẫn chưa đến sao ạ? Mạnh Văn Cương nói, thật là tiếc quá, Tần Đại Sư đã đi rồi. Đi rồi ư, Lâm Nguyệt Giao nhất thời thất vọng, trên mặt lộ rõ vẻ ủ rũ, lại một lần nữa không được gặp sao. Đều tại cái tên Tần Lâm đó. Nếu anh không làm hỏng bánh kem thì Lâm Nguyệt Giao sẽ không ra ngoài, cũng không bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt Tần Đại Sư. Cô cầm hộp quà trên tay, sau đó đưa cho Mạnh Văn Cương. Tổng Giám Đốc Mạnh, lần sau gặp Tần Đại Sư, phiền ông giúp tôi đưa cái này cho anh ấy được không? Cái này, được thôi. Nếu là người khác, chắc hẳn vừa rồi Mạnh Văn Cương sẽ không thèm quan tâm, nhưng Lâm Nguyệt Giao này lại là người thân của Tần Đại Sư, đương nhiên ông ấy sẽ giúp, chỉ là có chút thắc mắc. Mình có thể gặp tiểu sư huynh bao nhiêu lần chứ? Sao cô lại không tự mình đi đưa? Nhưng chưa kịp hỏi thì Lâm Nguyệt Giao đã mở lời trước, đương nhiên ông ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Nguyệt Giao à, đây là những tiền bối ở Bệnh viện Trung ương, đến đây tôi giới thiệu qua cho. Chủ nhiệm Lưu vô cùng nhiệt tình giới thiệu Lâm Nguyệt Giao. Xét cho cùng thì đó cũng là buổi tụ tập của các chuyên gia y tế hàng đầu, và việc giao lưu này cũng vô cùng có lợi cho Lâm Nguyệt Giao. Mặc dù rất tiếc khi không gặp được Tần Đại Sư, nhưng cô cũng không phí công vô ích khi đến bữa tiệc này. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạnh Văn Cương phải đích thân đưa Lâm Nguyệt Giao về nhà mới yên tâm. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao lại tiếp tục nổi điên, vừa bước vào liền chạy khắp nơi tìm Tần Lâm để mắng anh một trận. Có lòng tốt để anh đi đến bữa tiệc, thế mà lại làm hỏng mọi thứ, rồi để cô lỡ mất việc quan trọng. Tần Lâm đâu? Đường Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nguyệt Giao, có hơi khó hiểu. Chuyện gì nữa đây, sao lại nổi giận thế? Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng, đều tại anh ta cả, hôm nay con lại không gặp được Tần Đại Sư. Đường Mẫn cau mày, không gặp được thì thôi, sớm muộn gì cũng sẽ được gặp, con đưa quà mà con chuẩn bị cho người ta chưa? Lâm Nguyệt Giao thở dài, con nhờ người khác đưa hộ rồi. Thật ra hộp quà của Lâm Nguyệt Giao không có gì, huyền diệu cả. Ngoài những chiếc bánh do cô tự làm ra thì còn có một lá thư mời. Tháng sau là sinh nhật của Lâm Nguyệt Giao, cô muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ và mời Tần Đại Sư đến. Mẹ có nghĩ là anh ấy sẽ thấy không? Đương nhiên rồi, con cũng đâu có giấu thư mời đi. Vậy, mẹ nói xem anh ấy có đến không? Có chứ, chẳng phải con nói người ta có thiện cảm với con sao? Lâm Nguyệt Giao đứng trước cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn bầu trời xa xăm, rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Tần Lâm chào hỏi dì hai rồi rời đi, anh không ở lại đó lâu. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm đi đến nhà họ Diệp.
Công việc của Vương Mai đã xong xuôi, sau này bà ấy sẽ là bà chủ của nhà hàng Hòa Thuận, có sự chiếu cố của tập đoàn Mạnh Thị thì sau này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Còn Diệp Vãn Nhi, đợi khi y quán của Tần Lâm mở cửa thì cô ấy sẽ đến giúp, vừa hay Vãn Nhi cũng có hứng thú với y thuật, tiện để Tần Lâm dạy cho cô ấy một ít. Bây giờ chỉ còn chú Diệp là chưa có sắp xếp, lúc trước cũng chỉ gặp mặt uống rượu chứ vẫn chưa hỏi thăm được gì. Năm đó chú Diệp có rất nhiều tài sản, là trụ cột vững chắc của nhà họ Diệp, nhưng hiện tại xem ra tất cả tài sản đều đã bị nhà họ Diệp lấy lại. Anh Tiểu Lâm đến rồi này. Diệp Vãn Nhi vô cùng nhiệt tình, dường như cô ấy không hề vì việc bị Tần Lâm liên lụy năm đó mà oán trách anh. Khi Tần Lâm vừa đến, nhà ba người đều vừa thay đồ xong, hình như là đang định ra ngoài. Chú Diệp, mọi người. Sắc mặt Diệp Long có hơi phức tạp. Ông ấy do dự một chút rồi nói. Tiểu Lâm à, nhà họ Diệp kêu bọn chú về. Tần Lâm sững ra một lúc, nhà họ Diệp gọi bọn họ về. Nhìn thấy nhiều quà tặng quý giá trong nhà, Tần Lâm có hơi khó hiểu. Nhà họ Diệp có lương tâm rồi sao? 10 năm trước, nhà họ Diệp dựa vào mối quan hệ của gia đình Diệp Vãn Nhi và nhà họ Tần mà lên nhanh như diều gặp gió. Sau đó, nhà họ Tần bị diệt, để không bị ảnh hưởng. Nhà họ Diệp đã vạch ra ranh giới rõ ràng với gia đình của Diệp Vãn Nhi, thậm chí còn dùng bạo lực để trấn áp bọn họ. Làm cho Diệp Vãn Nhi không tham gia được kỳ thi đại học. Có thể nói nhà họ Diệp vừa ích kỷ vừa không có lương tâm, vốn dĩ Tần Lâm định xử lý bọn họ, nhưng bây giờ nhà họ Diệp lại muốn gọi Diệp Long quay về. Lẽ nào nhà họ Diệp đã nghe ngóng được chuyện xảy ra gần đây? Biết được Tần Lâm trở về nên tỏ ra yếu đuối. Theo lý mà nói, với thực lực của nhà họ Diệp thì họ chẳng có tư cách để biết được chuyện này mới phải. Nhưng nhìn những món quà này thì cũng có chút thành ý đấy. Chú Diệp, vậy ý chú như thế nào? Diệp Long thở dài, nói, dù sao cũng là người một nhà, bố chừng này tuổi sức khỏe cũng không còn tốt nữa, cứ để chú về xem sao. Diệp Long là người nhân hậu, dù bao năm qua sống trong khổ cực, ông ấy vẫn luôn nhớ đến tình cha con anh em. Tiểu Lâm, cháu cũng đi cùng đi. Tần Lâm gật đầu, cho dù chú Diệp không nói anh cũng sẽ đi, còn không với dáng vẻ liêm khiết của chú Diệp, nói không chừng cũng sẽ bị người ta bắt nạt. Ai ra, không được rồi, tôi phải đi toilet đây. Trong khoảng thời gian vài phút, Vương Mai bước ra khỏi nhà vệ sinh, bà ấy chạm vào mặt mình với vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi, da của tôi. Thấy Vương Mai ở trước mặt, cả Diệp Long và Diệp Vãn Nhi đều há hốc mồm. Mẹ, mẹ trẻ lại rồi. Chỉ trong vài phút, làn da của Vương Mai đã trở nên săn chắc, vài sợi tóc bạc đã chuyển sang màu đen, nước da hồng hào, phải nói là trẻ ra cả chục tuổi. Tưởng rằng lời Tần Lâm nói chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, dù sao những người hay bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều bảo rằng nó có hiệu quả, nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì đặc biệt. Nhưng viên thuốc này của Tần Lâm thật quá thần kỳ. Sau khi uống chỉ mới mấy phút đã khiến Vương Mai thay da đổi thịt. Thậm chí còn trẻ trung xinh đẹp hơn bà ấy của 10 năm trước nữa. Tần Lâm nói, làm săn chắc da chỉ là tác dụng phụ của loại thuốc này, vừa rồi dì Vương đi vệ sinh, thực ra đó là một quá trình giải độc, mấy ngày sau nữa sẽ thấy hiệu quả, tiếp theo đó dì sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ như lông hồng, thực sự giống hệt như trẻ đi 10 tuổi. Vương Mai vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ trong 10 năm qua bà ấy chịu biết bao nhiêu là tội, căn bản không có thời gian chăm sóc bản thân, so với bạn bè cùng trang lứa thì bà ấy quả thật trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng bây giờ viên thuốc này lại giúp bà ấy trẻ ra cả chục tuổi, điều này thật sự hiếm có. Tôi cũng thử xem. Diệp Long cũng nhanh chóng uống thuốc, nóng lòng muốn xem tác dụng. Đúng như dự đoán, sau khi vào nhà vệ sinh thì Diệp Long cũng trở nên khỏe mạnh hơn nhiều. Tuy không có hiệu quả cao như Vương Mai nhưng chỉ ít tóc bạc và nếp nhăn cũng đã giảm đi đáng kể. Điều này khiến Diệp Long vô cùng hưng phấn, một phát quét sạch trạng thái suy sụp trước đây. Diệp Vãn Nhi cũng bị kích động, cô ấy cầm viên thuốc lên rồi uống. Vài phút sau, Diệp Vãn Nhi đi ra từ nhà vệ sinh, cô ấy bĩu môi, có chút khó hiểu. Tại sao em, không có thay đổi gì? Tần Lâm nói, Vãn Nhi trời sinh đã đẹp nên không có mấy chỗ cần phải cải thiện. Diệp Vãn Nhi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Vậy em uống coi như công cốc rồi. Thực ra không hẳn là không có gì,
Diệp Vãn Nhi tự cảm thấy da mình mịn màng căng bóng hơn, thân hình cũng trở nên đẹp hơn, cơ thể như được thoáng khí, vô cùng thoải mái. Thuốc này thật là thần kỳ. Tiểu Lâm à, loại thuốc thần kỳ như vậy thì chắc là giá cũng đắt lắm đúng không? Tần Lâm nói, chi phí cũng không đắt lắm, nhưng cách chế tạo thuốc thì hơi rắc rối. Sư phụ vẫn còn một cái lò luyện đan chưa truyền lại cho cháu, nên trước mắt cháu không thể chế tạo được, đợi sau này cháu có thể mua được lò luyện đan thì muốn bao nhiêu thuốc sẽ có bấy nhiêu. Nghe Tần Lâm nói xong, ba người mới yên tâm, nếu lỡ may loại thuốc này này cực kỳ đắt, cứ để bọn họ ăn dễ dàng như vậy thì lãng phí quá. Diệp Long cầm viên thuốc cuối cùng trên tay, mặt mày hớn hở, có viên thuốc này rồi, chắc hẳn bệnh tình của bố ông sẽ đỡ hơn. Đi thôi. Cả nhà bốn người lên taxi đi đến nhà họ Diệp mà 10 năm rồi họ chưa quay về. Nhìn thấy cánh cửa vừa lạ vừa quen, ba người đều cảm thấy xúc động. Bước vào trong, có rất nhiều người nhà họ Diệp đang đứng trong sân. Anh cả về rồi. Một người phụ nữ trung niên vội vàng bước tới nghênh đón, mỉm cười vui vẻ dịu dàng. Diệp Vãn Nhi hơi ngượng ngùng, nhưng hiềm khích trước đây đã được gỡ bỏ, cô ấy vẫn nên gọi người ta một tiếng. Cô ba, Vãn Nhi, 10 năm không gặp, con đã xinh đẹp như này rồi sao, mau vào nhà đi, bố đợi mọi người lâu lắm rồi. Mọi người đi theo Diệp Long vào nhà. Trong phòng khách, một người đàn ông già nua gầy gò ngồi ở ghế chính, nước da hơi tái, trông không được khỏe mạnh cho lắm. Có một người đàn ông ngồi bên cạnh ông cụ, trông trạc tuổi Diệp Long, dung mạo cũng có phần giống. Đó chính là em trai của Diệp Long. Lão nhị của nhà họ Diệp, Diệp Bằng. Thấy Diệp Long trở về, Diệp Bằng đứng dậy, gọi một tiếng, anh cả. Mặc dù miệng thì gọi là anh cả, nhưng vẻ mặt của ông ta lại không hề thể hiện sự tôn trọng, thậm chí còn có chút đối phó. Diệp Long cũng không thèm quan tâm, dù sao lần này về nhà họ Diệp cũng chủ yếu là vì bố ông ấy, tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt. Bố! Diệp Thiệu Sinh gật đầu, Tiểu Long quay về rồi. Mau ngồi đi. Cả gia đình họ Diệp ngồi yên vị, cứ như là đang tổ chức cuộc họp. Diệp Thiệu Sinh ho khan vài tiếng, ông nói trước. Tiểu Long, mấy năm nay khổ cho các con rồi. Diệp Long mềm lòng, chỉ cần một câu hỏi han cũng làm cho ông ấy thấy cảm động. Người trẻ tuổi như tụi con có khổ một chút cũng không sao, nhưng bố phải giữ gìn sức khỏe đấy. Diệp Thiệu Sinh cười lấy lệ rồi nói. Mấy năm nay, con ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi, cuộc sống của nhà họ Diệp chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Những gì Diệp Thiệu Sinh nói đều là thật, dù cho Diệp Long đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà họ Diệp, thì nhà họ Diệp cũng đã sa sút hơn trước rất nhiều. Vị này là... Nhìn thấy Tần Lâm, mọi người trong nhà họ Diệp đều có chút tò mò, vì chẳng có ai nghe nói Diệp Vãn Nhi đã kết hôn cả. Diệp Long suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. Đây là Tần Lâm. Tần Lâm. Mọi người trong nhà họ Diệp đều bị sốc. Anh cả à, tại sao anh còn dám giữ cậu ta lại? Tại sao anh lại không rút kinh nghiệm chứ? Diệp Bằng đứng lên, trừng mắt nhìn. Sắc mặt Diệp Long hơi trùng xuống, cậu là anh cả hay tôi là anh cả? Từ khi nào mà cậu lại có thể lên mặt với tôi như vậy thế? Diệp Bằng hừ một tiếng, anh cả thì sao? Anh có biết bây giờ nhà họ Diệp đã biến thành cái gì rồi không? Anh cũng là người của nhà họ Diệp, nếu như nhà họ Diệp không còn thì anh nghĩ anh cũng sẽ sống tốt sao? Nước mất nhà tan, tổ rớt thì trứng cũng chẳng còn đâu. Diệp Long cau mày, lão nhị, cậu có ý gì? Diệp Thiệu Sinh nói, được rồi, đừng cãi nữa. Tính cách của lão nhị có chút nóng nảy, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, gần đây nhà họ Diệp có gặp một chút rắc rối. Công xưởng Đại Long có thể sẽ phải đóng cửa. Diệp Long nhíu mày, công xưởng Đại Long. Tại sao lại đóng, công xưởng Đại Long này vốn là do Diệp Long thành lập, và đây cũng là sản nghiệp thành công nhất của nhà họ Diệp. Đáng tiếc là khi Diệp Long bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp thì nghiệp này đã không còn thuộc về ông ấy nữa. Diệp Thiệu Sinh thở dài. 2 năm trở lại đây, càng ngày càng có ít gia tộc chịu hợp tác với chúng ta, thậm chí ngân hàng còn từ chối cho chúng ta vay vốn, nên lão nhị mới vay một số tiền hàng lớn để sản xuất. Kết quả là bên người bán lại nuốt lời, từ chối hợp tác với chúng ta. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với những khoản vay ngân hàng khổng lồ, mà còn có thể vi phạm hợp đồng về nhiều mặt, lão nhị có khả năng cao sẽ phải ngồi tù.
Tiểu Long, con cũng biết đấy, lão nhị là trụ cột chính của nhà chúng ta, bây giờ cả nhà đều trông cậy vào lão nhị, nếu nó vào tù thì cả nhà ta cũng coi như xong. Diệp Long cau mày, không ngờ nhà họ Diệp lại trở thành như thế này. Bố à, con cũng không giúp được gì, bao năm qua con sống như thế nào bố cũng biết đấy, không mấy giàu có nên cũng không có tiền. Diệp Thiệu Sinh nói, chuyện tiền bạc con không cần lo lắng, chúng ta muốn chuyển công xưởng Đại Long sang tên của con. Diệp Long chưa kịp nói thì Vương Mai đã hiểu ra. Ý gì đây, muốn để lão Diệp nhà tôi đi thế tội à? Không thể nào. Diệp Thiệu Sinh nói, đừng lo lắng, không trả được nợ cho ngân hàng cũng không phải tội quá lớn, cùng lắm chỉ ngồi tù từ 3 đến 5 năm mà thôi. Nếu con ở trong đó, chúng ta sẽ thu xếp cho con ổn thỏa, sẽ không để con chịu khổ đâu. Hơn nữa sau khi ra ngoài, nhà họ Diệp không những khôi phục lại danh phận cho con mà còn giao cho con phần sản nghiệp trị giá hàng chục triệu để con quản lý. 5 năm ngồi tù đổi lấy sản nghiệp chục triệu. Tiểu Long, chính con là người thành lập nó đấy. Ông ta vừa dứt lời, cả ba người Diệp Long, Vương Mai và Vãn Nhi đều biến sắc. Chẳng trách Diệp Thiệu Sinh lại bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, gọi ba người quay về, hóa ra là muốn để Diệp Long gánh tội thay. Rõ ràng là do bọn họ phạm sai lầm, bây giờ xảy ra chuyện nên muốn Diệp Long chịu trách nhiệm thay. Khi sóng gió bắt đầu, Diệp Long đã bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng được hưởng chút lợi lộc gì. Bây giờ xảy ra chuyện lại nhớ đến Diệp Long, sao lại có lý như vậy được? Vương Mai nói thẳng, bố đừng nói nữa, chúng con sẽ không đồng ý chuyện này đâu, bây giờ chúng con đang sống rất tốt, cũng không cần giàu sang phú quý gì, dùng 5 năm thanh xuân của chồng con đổi lấy 10 triệu ư, chúng con sẽ không đồng ý đâu. Sắc mặt Diệp Long vô cùng bình tĩnh, chuyện như vậy dù có đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý. Diệp Thiệu Sinh nói mà không biết ngượng. Do Diệp Long thành lập nên. Đều là con trai nhà họ Diệp, lúc hưởng phúc thì để Diệp Bằng, còn lúc gánh tội lại nghĩ đến Diệp Long. Sự phân biệt đối xử này cũng rõ ràng quá rồi đấy. Vẻ mặt Diệp Thiệu Sinh cũng sầm xuống, kêu bọn họ đến nhà họ Diệp, mục đích là để gánh tội thay cho Diệp Bằng, còn không thì kêu mấy thứ phế vật này đến làm gì. Hơn nữa, những người này còn dám liên hệ với người nhà họ Tần, chán sống rồi hay gì? Mọi người đều không nói gì, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Một lúc sau, Diệp Long đứng dậy, lấy ra chiếc túi Tần Lâm đã đưa. Bố, con nghe nói sức khỏe của bố không tốt, viên thuốc này là do Tiểu Lâm tự tay chế tạo đó, sau khi uống sẽ kéo dài tuổi thọ, vô cùng hiệu quả, bố thử đi. Sau vài giây, con chó bỗng nhiên co giật, sau đó nó ngồi xổm trên mặt đất và bắt đầu đi nặng. Cô ba của Vãn Nhi nhìn thấy liền hừ một tiếng. Nhìn thấy chưa hả, con chó bị đau bụng sau khi uống thuốc này, anh lại dám để cho bố uống, anh cả, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Tụi em có ý tốt kêu anh về lại nhà họ Diệp, anh lại không biết ơn như vậy, gia đình sinh anh ra nuôi anh lớn, bây giờ gặp phải khó khăn, muốn anh bỏ ra chút cống hiến mà khó khăn như vậy sao? Cô ba liếc nhìn Tần Lâm, lạnh lùng nói. Ban đầu là do các người cứu thằng nhóc con nhà họ Tần này nên mới đắc tội với ba gia tộc lớn. Nếu như không phải nhà họ Diệp bảo vệ các người thì các người nghĩ xem gia đình ba người các người có sống được đến bây giờ không? Lòng lang dạ sói, các người thật sự đáng chết mà. Cô ba vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng người vụt qua. Tất cả chỉ thấy vụ một cái, Tần Lâm đột nhiên đi tới trước mặt cô ba, giơ tay lên cao, sau đó tát mạnh xuống. Bốp! Một bạt tai đánh vào mặt của cô ba, mạnh tới mức bà ta rơi hẳn mấy cái răng ra ngoài. Cô ba xoay mòng mòng vài vòng rồi ngã xuống nền đất, nằm bất tỉnh nhân sự. Hỗn xược! Diệp Thiệu Sinh và Diệp Bằng trở nên giận dữ. Mày dám động thủ ở nhà họ Diệp à? Mày nghĩ mày là ai hả? Lúc này, con chó vừa liếm thuốc ban nãy đã đi vệ sinh xong, lông trên người nó trở nên vô cùng mềm mại, ánh mắt sáng láng, hoạt bát nhảy nhót bên chân Tần Lâm, còn lấy đầu cọ cọ vào mũi giày anh. Tần Lâm cười nhạt. Một viên thuốc ngon lành như thế, cho chó ăn nó còn biết điều mà vẫy đuôi. Các người, còn không bằng con chó. Dầm. Diệp Thiệu Sinh hung hãn đập bàn một cái, vô cùng phẫn nộ. Mày đúng là đồ sắc sược. Ai cho mày chó mồm vào chuyện nhà họ Diệp nhà chúng tao hả? Tần Lâm dám nhục mạ ông ta, đúng là chán sống rồi.
nhà họ Diệp dù có sa sút hơn nữa thì cũng không cho phép một thằng oát nhà họ Tần đứng ở đây ngang ngược như thế. Diệp Long cũng đứng dậy. Đúng như lời Tần Lâm nói, cả nhà bọn họ có tính cách quá tốt bụng, quá hèn yếu nên mới bị người ta bắt nạt như thế. Tần Lâm tát cho cô ba một cái khiến Diệp Long sảng khoái vô cùng. Bố, mọi người đã nói như vậy rồi thì con thấy cũng không cần phải bàn bạc thêm gì đâu. Bắt con phải chịu tội thay à, không bao giờ. Hôm nay con về đây là vì nể tình cảm bố con chúng ta, nhưng từ giờ về sau, con và nhà họ Diệp sẽ cắt đứt quan hệ. Tiểu Lâm, ta đi thôi. Nói rồi, cả nhà Diệp Long và Tần Lâm xoay người rời đi. Diệp Thiệu Sinh giận đến mức cả người run rẩy. Nghiệt tử, nghiệt tử. Sắc mặt của tất cả đều vô cùng khó coi, niềm hy vọng của bọn họ đã thành công cốc. Nếu Diệp Long không chịu nhận tội thay thì Diệp Bằng coi như xong đời. Diệp Bằng mà xong đời thì nhà họ Diệp cũng chết chắc. Diệp Thiệu Sinh tuổi đã cao, những năm qua sức khỏe cũng không tốt, không biết khi nào sẽ đột ngột quy tiên. Khi ấy, nhà họ Diệp thật sự sẽ chết ngắc. Phòng khách nhà họ Diệp im lặng như tờ, tất cả đều không nói gì, không biết nên làm gì. Chỉ có con chó ăn được chút ít viên thuốc kia là vui sướng nhảy nhót. Đột nhiên, có ai đó lên tiếng. Mọi người có thấy hình như anh cả và chị dâu trẻ ra rất nhiều không? Câu nói này được rất nhiều người đồng tình. Đúng là như vậy, mặc dù không ai muốn thừa nhận cả nhưng Diệp Long và Vương Mai nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. 10 năm không gặp, vẻ mặt những người ở đây ít nhiều đều mang vẻ tiêu điều. Dù là con nhà giàu cũng vậy thôi, nhưng anh cả và chị dâu thì vẫn y hệt dáng vẻ của 10 năm trước, tươi trẻ đầy sức sống, thật sự khiến người ta ghen tị. Nghe nói chị dâu làm phục vụ ở quán ăn trong nhiều năm, rất vất vả, tại sao vẫn giữ được sự trẻ trung vậy chứ? Không biết là ai đột nhiên lại nói. Hay là, viên thuốc này thật sự hữu hiệu. Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con chó. Đây là con chó nhà họ nuôi, tuổi không còn nhỏ nữa. Tính theo tuổi của loài người thì cũng bảy 70-80 tuổi rồi. Ngày thường nó chỉ nằm phơi nắng ngoài sân, sao hôm nay lại hoạt bát như vậy? Hơn nữa, bộ lông mượt mà sáng bóng, ánh mắt cũng long lanh hơn, không hề giống một con chó già chút nào. Chẳng lẽ viên thuốc này thật sự có hiệu quả? Tất cả trố mắt nhìn nhau. Nếu như viên thuốc này thật sự có hiệu nghiệm, thì ông cụ ăn vào có thể sẽ kéo dài thêm được mấy năm tuổi thọ, nói không chừng nhà họ Diệp sẽ còn đường sống đó. Diệp Bằng nhìn viên thuốc nằm trên mặt đất kia, nói. Lão Tứ, nhặt viên thuốc lên. Diệp Lão Tứ nhíu mày, không tình nguyện cho lắm, nhưng anh hai đã nói thì ông ta vẫn phải nghe. Viên thuốc đã vỡ thành nhiều mảnh vụn, lại trộn lẫn với cứt chó. Diệp Lão Tứ nén giận, nhắm mắt vơ lấy toàn bộ mảnh vụn. Nhìn đống mảnh vụn màu đen này, mùi thơm của thuốc hòa lẫn mùi thối của phân chó, kỳ dị vô cùng. Diệp Thiệu Sinh nhíu mày, ông ta thật sự không dám ăn thứ này. Thân thể ông ta đã yếu rồi, không còn được mấy năm nữa, nếu ăn vào thì khác gì mất đi nửa cái mạng. Lão Tứ, ăn một chút thử xem. Bọn họ cũng không muốn thử, nhưng sự kỳ lạ của nhà Diệp Long cùng con chó kia làm bọn họ không thể không tin. Sắc mặt Lão Tứ hơi khó xử, trong lòng thật sự không muốn, nhưng không thể không nghe theo. Vậy nên ông ta đành phải nhắm mắt ăn thử. Diệp Lão Tứ dùng ngón tay nhón lấy rồi bỏ vào miệng, không dám cả nếm mà vội vàng uống một ngụm trà nuốt thẳng vào bụng. Mảnh vụn thuốc này là do ông ta nhặt lên. Khi ấy thuốc và cứt chó đã lẫn lộn với nhau, nên dù Lão Tứ có cố gắng chọn lấy vụn thuốc thì cũng không tránh khỏi bị dính phải. Sau khi ăn xong, sắc mặt Diệp Lão Tứ nhất thời biến đổi, bụng kêu lên ủng ục. Con đi vệ sinh. Giống hệt phản ứng của nhà Diệp Long, ông ta chạy vào nhà vệ sinh mấy phút rồi đi ra. Diệp Lão Tứ sờ da của mình, cảm thấy ngạc nhiên. Hình như thật sự có hiệu quả. Ngoại trừ hiệu quả bên ngoài ra thì hiệu quả bên trong cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Lão Tứ rất ít vận động, cho nên không phải dạng khỏe mạnh, thế mà bây giờ cả người ông ta sảng khoái như trẻ ra vài tuổi vậy. Chỉ tiếc lượng thuốc ông ta ăn hơi ít, nên không đạt được hiệu quả như nhà Diệp Long. Thấy Diệp Lão Tứ ăn xong thì thật sự có hiệu nghiệm, tất cả đều chấn động. Bọn họ lấy viên thuốc này ở đâu ra vậy? Nhìn nắm thuốc còn dư lại kia, ai cũng thấy thèm thuồng. Nhưng tất cả đều hiểu,
chỗ còn dư đó là để cho ông cụ Diệp Thiệu Sinh ăn, bọn họ không có tư cách. Diệp Thiệu Sinh thấy vậy thì lấy nốt chỗ mảnh vụn kia cho vào tay, khẽ ngửi rồi cau mày. Thối quá đi mất. Trước vốn là mùi thối và mùi thuốc trộn lẫn, nhưng mảnh vụn này do Diệp Lão Tứ nhặt nên ông ta đã biết vị trí thuốc ở đâu. Lúc nãy ông ta thử thuốc cũng đã đem số lượng lớn thuốc lấy đi rồi. Những gì còn dư lại lúc này chỉ là cứt chó mà thôi. Bố, thuốc đắng giã tật, bố ăn đi cho khỏe. Diệp Thiệu Sinh gật đầu, khoát tay, đổ hết chỗ cứt chó vụn vào miệng. Nuốt xuống, ông ta thấy kinh tởm đến phát ói, liền nhắm mắt uống liên tục mấy hớp nước rồi mới cố nuốt trôi. Tất cả chờ 10 phút đồng hồ mà chẳng thấy Diệp Thiệu Sinh có phản ứng gì. Bố không muốn đi vệ sinh sao? Diệp Thiệu Sinh chau mày, không, bố chỉ buồn nôn. Tất cả trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Qua một đêm, Diệp Thiệu Sinh cũng chỉ thấy dạ dày sôi sục, khó chịu, kinh tởm, nhưng lại chẳng có công hiệu gì, khiến ông ta vô cùng giận dữ. Diệp Bằng ở trong phòng bàn mưu với ông ta, hai bố con cùng nhau tính kế. Bố, chuyện này không thể như thế được. Con mà ngồi tù thì nhà họ Diệp chúng ta tiêu đời mất. Diệp Thiệu Sinh lạnh lùng, chứ làm sao được, 30 triệu kia chúng ta cũng không trả nổi, nhà xưởng thuê với Đoàn Bảo Đông cũng không trả được, còn cả những hợp đồng bị hủy bỏ được. Theo bố, so với việc bị Đoàn Bảo Đông đánh chết thì vào tù ngồi còn tránh được ít kiếp nạn đấy. Bố, sắc mặt Diệp Bằng thay đổi, nếu vào tù thì cũng ít nhất là 5 năm đấy. 5 năm, thời gian để phát triển của ông ta. Diệp Thiệu Sinh hơi do dự, nhà mình còn bản sao thẻ căn cước của anh cả con không? Có lẽ là có ạ, bố, ý bố là. Trên mặt Diệp Thiệu Sinh lộ ra sự độc ác, mai con thay đổi người đại diện công xưởng Đại Long thành anh cả con, như vậy khi chuyện xảy ra thì nó cũng không thoát khỏi liên can. Nếu không trả đủ món nợ mà phải vào tù thì tội của con cũng được nhẹ bớt. Người đại diện pháp lý có trách nhiệm lớn nhất, mặc dù những chuyện này do Diệp Bằng một tay làm. Nhưng nếu ông ta không phải đại diện theo pháp lý thì sẽ không chịu trách nhiệm chính. Dù Diệp Long có không chịu thì cũng phải chịu. Diệp Bằng gật đầu, hơn nữa, chúng ta còn phải nói với bên ngoài rằng, công xưởng Đại Long này luôn do Diệp Long quản lý, nhưng cũng phải ăn nói cho tốt với bên Đoàn Bảo Đông. Vi phạm hợp đồng với ngân hàng thì phải đền tiền. Nhưng vi phạm hợp đồng với Đoàn Bảo Đông thì không đơn giản chỉ là đền tiền đâu. Hai bố con vừa thương lượng vừa nhận ra đây đúng là kế hoạch một mũi tên bắn hai con chim. Diệp Long gánh nạn, sau đó chọc giận Đoàn Bảo Đông. Dựa vào sự ác động của Đoàn Bảo Đông, hắn nhất định sẽ không để ai sống cả. Nếu xử lý được Diệp Long thì việc bọn họ thoát nạn cũng càng thêm dễ dàng. Hai bố con Diệp Bằng nở nụ cười ác độc. Diệp Long này ban đầu chấp nhận ngồi tù là xong rồi, nhưng giờ thì đến cái mạng cũng sẽ mất. Ra khỏi nhà họ Diệp, tâm trạng Diệp Long cùng Vương Mai vô cùng khó chịu. Không thể ngờ rằng nhà họ Diệp lại vô sỉ như vậy, lại yêu cầu Diệp Long đi gánh tội thay cho Diệp Bằng, hai người thật sự vô cùng thất vọng. Tần Lâm đột ngột hỏi, chú Diệp, liệu bọn họ có bản sao thẻ căn cước của chú không? Diệp Long ngẩn ra, ừ, chắc là có đấy, nhưng nếu thay đổi người đại diện pháp lý thì chú phải tự đến mới phải chứ? Tần Lâm hỏi vậy làm Diệp Long hiểu ra ngay. Nhớ đâu nhà họ Diệp không từ thủ đoạn nào đổi tên người đại diện là Diệp Long thì ông coi như xong. Tần Lâm nói, chú Diệp, tuy nhà họ Diệp đi xuống nhưng vẫn có mối quan hệ. Không khó để lấy tiền đi thay đổi người đại diện đâu. Sắc mặt Diệp Long liền biến đổi. Đúng vậy, dẫu sao nhà họ Diệp cũng là một gia tộc lớn. Nếu bọn họ thật sự không chứa thủ đoạn nào thì kết quả rất khó tưởng tượng, vậy thì lỏng rồi. Không lẽ lão Diệp phải vô duyên vô cớ gánh trách nhiệm hay sao? Tần Lâm mỉm cười, công xưởng Đại Long kia là tâm huyết của chú Diệp đúng không? Nếu bọn họ đã chịu giao cho chúng ta vị trí này thì chúng ta nhận thôi. Tự nhiên nhặt được cái công xưởng chẳng phải rất tốt lay sao? Diệp Long thở dài, Tần Lâm, cháu hồ đồ quá. Công tưởng đó đúng là tâm huyết của chú, nhưng nó đã là từ 10 năm trước rồi. Giờ nó chỉ là một cái công xưởng bỏ đi. Đất xây cũng lớn, công cụ cũng may, ai mà thèm chứ? Diệp Long đây là nói thật, bây giờ ai mà làm ông chủ của công xưởng Đại Long cũng sẽ chết thôi, nếu không muốn đền tiền thì chỉ có cuộc chạy. Một công xưởng tốt đẹp lại bị Diệp Băng làm cho đến mức này, đúng là đáng tiếc.
đến cả Diệp Long cũng không thể xoay chuyển tinh thể, chỉ có thể nhìn nó sụp đổ. Tần Lâm lại nói, chú không phải lo đâu, nếu nó vào tay chú thì sẽ có thể cải tử hồi sinh thôi. Nếu bọn họ thật sự đổi người đại diện là chú, thì được. Nhưng nếu muốn đổi về lại thì không dễ thế đâu. Diệp Long mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ông chỉ cảm thấy Tần Lâm thật sự hơi tự tin, dù sao cậu cũng trẻ tuổi, không quá hiểu biết về lĩnh vực này. Với tình huống của công xưởng Đại Long, không có 50 triệu thì đừng hòng cứu nổi. Nhìn Tần Lâm nhiệt tình như vậy, Diệp Long cũng không muốn đi đả kích anh. Dĩ nhiên, Diệp Long không thể ngờ rằng Tần Lâm định lấy lại cái công xưởng này mà không phải bỏ ra một đồng nào. Về đến nhà, Tần Lâm gọi điện cho Mạnh Văn Cương. Mạnh Văn Cương nói anh không cần phải lo về chuyện công xưởng, ông ấy có thể chuẩn bị 100 triệu tiền vốn lưu động để đầu tư cho công xưởng Đại Long trong vòng 3 ngày. Món nợ vài chục triệu đối với một công xưởng bình thường thì là chuyện sống còn, nhưng với tập đoàn Mạnh Thị của Mạnh Văn Cương thì cũng chỉ là một khoản đầu tư thông thường mà thôi. À, tiểu sư huynh, Lâm Nguyệt Giao để một hộp quà ở chỗ tôi, nói là nhờ tôi đưa cho sư huynh, khi nào thì tôi đưa được cho sư huynh nhỉ? Tần Lâm sửng sốt, là một hộp màu xanh hả? Đúng vậy. Ừ, vậy cứ để ở đó đi, lần sau sư đệ đưa tôi là được. Món quà mà Lâm Nguyệt Giao chuẩn bị cho anh chính là bánh bích quy tự làm ấy mà. Anh cũng đã ăn rồi, không cần phải đích thân đem đến làm gì. Đương nhiên, anh cũng không biết bên trong hộp quà còn có một tấm thiệp mời sinh nhật. Rạng sáng ngày hôm sau, một đôi nam nữ mặc Âu phục đứng trước cửa nhà họ Diệp. Xin chào, chúng tôi là nhân viên ngân hàng Đông Hải. Hôm nay chúng tôi đến để nhắc nhở anh, sau khi thay đổi, anh đã trở thành người đại diện pháp lý của công xưởng Đại Long và nợ chúng tôi 32 triệu tiền vay, anh phải trả nợ trong vòng 7 ngày, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Sắc mặt Diệp Long liền thay đổi, không ngờ nhà họ Diệp lại nhanh chóng như vậy. Chỉ trong một đêm mà đã xong hết rồi. Các cô lầm rồi, tôi không có chút can hệ gì đến công xưởng đó cả. Hơn nữa tôi không hề biết chuyện thay đổi người đại diện pháp lý, căn bản tôi còn chưa có mặt ở đó bao giờ. Nhân viên ngân hàng không lọt tai nửa lời, chuyện này không liên quan đến chúng tôi chỉ phụ trách thông báo mà thôi. Nói rồi, hai người đưa tài liệu cho Diệp Long rồi rời đi. Cầm tờ thông báo, sắc mặt Diệp Long tái nhợt. 32 triệu. Diệp Bằng vay một khoản lớn như vậy đấy, sao? Vương Mai cũng lo lắng, làm sao đây? Lão Diệp, hay chúng ta bán số cổ phiếu ở nhà ăn Hòa Thuận đi nhé? Diệp Long lắc đầu, cổ phiếu đó là người ta cho bà bán sao được? Vả lại, bán đi cũng chẳng được bao nhiêu. Cả gia đình mặt ủ mày trao, nhà họ Diệp này đúng là vô tình vô nghĩa. Tần Lâm đi tới, thấy giấy chứng nhận thay đổi người đại diện thì cười. Nhà họ Diệp tác phong nhanh thật, chú Diệp có muốn đến xem nơi mà chú từng phấn đấu không nào? Diệp Long thở dài, việc đã đến nước này thì chỉ có đi bước nào tính bước ấy thôi, ông cũng không có tâm trạng tốt như Tần Lâm được. Nếu không có cách gì thì đành phải chấp nhận số phận mà ngồi tù thôi vậy. Cũng may hiện giờ Vương Mai có nhà ăn Hòa Thuận, hai mẹ con có thể sống an ổn. Có thêm sự chăm sóc của Tần Lâm thì có thể chống đỡ chờ ông ra tù. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlins247.com. Nghĩ vậy, Diệp Long lại thấy bình thường. Giống như là đi đến pháp trường vậy. Đi, xem thế nào. Tần Lâm và Diệp Long gọi xe chạy về công xưởng Đại Long. Rất nhanh đã đến, bên trong công xưởng vẫn đang làm việc, công nhân vẫn ở đây. An ninh giữ cửa ngăn hai người lại. Làm gì, tìm ai? Diệp Long chau mày, lão Phùng, cậu không nhận ra tôi à? Phùng Khôn nở một nụ cười lạnh lùng, chẳng phải đây là chủ tịch Diệp hay sao? Nhận ra thì nhận ra đấy, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ tôi đang làm việc, những người nào không liên quan thì không được đi vào trong. Phùng Khôn này chính là nhân viên bảo vệ mà Diệp Long thuê về. Khi ấy, ông thấy cậu ta đáng thương, ăn xin ven đường, nên để cho cậu ta vào nhà xưởng làm bảo vệ, bao ăn bao uống. Nếu không có Diệp Long thì Phùng Khôn đã đói chết từ lâu rồi, không ngờ rằng tên này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Biết Diệp Long thất thế nên hắn nói chuyện cũng không hề khách sáo. Diệp Long hừ lạnh một tiếng, tôi là nhân viên tạp vụ sao? Cái xưởng này là do một tay tôi gây dựng,
cậu dám nói tôi là nhân viên tạp vụ sao? Phùng Khôn cười đáp, thế thì sao chứ? Đó đã là chuyện của 10 năm về trước rồi, bây giờ quản đốc của công xưởng này không còn là ông nữa, tôi cũng không cần ông quản nữa, biết điều thì mau đứng sang một bên, nếu không đừng trách tôi làm theo quy định. Nhìn thấy Phùng Khôn cầm dùi cui điện với vẻ mặt hung dữ, Diệp Long lộ biểu cảm mỉa mai. Thế đời thất thường, không tiền không thế, đến người ban ơn lúc đầu cũng lấy oán báo ân. Tần Lâm cũng bất lực lắc đầu. Chú Diệp, không cần phải thương hại loại người như ông ta. Được rồi, thu dọn đồ đạc đi, cậu có thể cút đi được rồi. Phùng Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, bảo tôi cút đi sao? Ông tưởng ông là ai hả? Đây là công xưởng của nhị gia, các người có quyền sao? Phùng Khôn còn chưa nói xong, Diệp Long đã ném tờ đơn thay đổi pháp nhân trước mắt hắn rồi. Bây giờ, công xưởng này là của tôi. Phùng Khôn cầm tờ thông báo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sao lại trả lại công xưởng cho Diệp Long? Tầm mấy giây sau, biểu cảm của Phùng Khôn thay đổi từ hống hách vênh váo sang khóc lóc thảm thương, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười nịnh hót. Tổng giám đốc Diệp, tôi đùa với ông đấy, tôi biết ông sẽ về mà, bao nhiêu năm nay, ở cái công xưởng này tôi không có công lao thì cũng có công khổ, ông không thể vừa lên chức liền sa thải nhân viên lâu năm như tôi được. Tần Lâm cười lạnh, làm người mà vô liêm sỉ đến trình của anh thì cũng lợi hại đấy, anh là nhân viên lâu năm của ai chứ? Tôi thấy, anh chỉ là con chó của Diệp lão nhị mà thôi, cầm lấy đồ của mình rồi mau cút đi. Tần Lâm không điềm tĩnh như Diệp Long được, đương nhiên sẽ không thể dễ dãi với loại người này. Phùng Khôn mặt tái mét như cho, hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ lang thang, ở công xưởng này mới có cái ăn chỗ ở, nếu bây giờ bị đuổi đi thì hắn ta lại phải lang thang đầu đường xó chợ. Hai người đi đến bên cạnh Phùng Khôn, đột nhiên hắn quay ngắt đầu lại, nhặt cây dùi cui điện đập vào đầu Diệp Long. Đuổi việc tôi rồi thì ông cũng đừng hòng sống yên ổn. Dù sao Phùng Khôn cũng đã làm bảo vệ 10 năm rồi, cơ thể vạm vỡ cường tráng, nếu như đập cây dùi cui điện này vào đầu, ít nhất cũng phải nằm viện 10 ngày nửa tháng. Tần Lâm tối sầm mặt lại, quay đầu đạp thẳng một phát. Răng rắc một tiếng, anh đạp vào xương sườn của Phùng Khôn, lồng ngực hắn lõm xuống. Sau đó Phùng Khôn bay ra ngoài, ngã trước cửa rồi ngất lịm đi. Diệp Long hú hồn, lập tức kinh hoàng nhìn thấy Phùng Khôn bay ra xa cách đó mười mấy mét. Tiểu Lâm, cháu, biết võ sao? Tần Lâm đáp, cháu theo sư phụ học 10 năm nên biết chút ít ạ. Diệp Long vô cùng kinh ngạc, công phu này không thể nào chút ít được. Không phải cháu theo sư phụ học y sao? Tần Lâm nói, không sai, cháu học cả y học và võ thuật ạ. Sư phụ từng nói, chỉ khi nào sở hữu sức mạnh tuyệt đối thì mới có thể nắm chắc vận mệnh của bản thân. Y học và võ thuật phải đi liền với nhau. Muốn người sống thì người sẽ sống, muốn người chết thì người phải chết. Đây mới là sức mạnh thực sự. Sau khi vào công xưởng, nhìn thấy không ít nhân viên cũ, cũng có rất nhiều nhân viên mới. Những nhân viên cũ đó vẫn đang bận bịu ở vị trí của mình, làm việc ở đây hơn chục năm, phấn đấu cả một đời. Họ thực sự mong công xưởng sẽ không bị đóng cửa, hy vọng có thể làm việc ở đây đến khi về hưu. Vì thế cho dù công xưởng gặp chuyện, nhưng họ vẫn tiếp tục nỗ lực. Những nhân viên còn lại thì đang tụ tập đánh bài trong công xưởng, hút thuốc lá, uống rượu, hoàn toàn không có dáng vẻ của công nhân. Diệp Long nhìn thấy cảnh tượng đấy lập tức sôi máu sùng sục. Làm cái gì đấy? Ai cho phép các người hút thuốc trong công xưởng? Nghe thấy lời Diệp Long nói, người quản lý bỏ lá bài trong tay xuống nhưng vẫn ngậm điếu thuốc, cười ha ha rồi nói. Đây không phải là tổng giám đốc Diệp sao, ông đến để bàn giao à? Được, cuối cùng ông cũng đến, kết toán tiền lương đi, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Người nói tên là Dương Uy, phó tổng giám đốc trong công xưởng, là tay sai của Diệp Bằng. Hắn đương nhiên biết chuyện thay đổi đại diện pháp nhân, hắn cũng đã thông báo cho những người thân tín. Giao công xưởng cho Diệp Long, rõ ràng nhị gia đã từ bỏ cái công xưởng này rồi, chuẩn bị đóng cửa bất cứ lúc nào, bọn chúng đương nhiên cũng không cần làm việc ở cái công xưởng không có tiền đồ này nữa. Đợi Diệp Long đến, lấy tiền rồi đi, tiện thể xem Diệp Long ngồi tù thế nào. Sắc mặt Diệp Long trở nên u ám, tiền lương, các người thế này mà cũng đòi lấy lương sao, cậu nằm mơ đi,
nếu như bảo Diệp Long trả tiền lương cho những người công nhân cũ kia thì còn hợp lý, dù sao người ta cũng đã vất vả cả cuộc đời. Nhưng cái đám rác rưởi trước mắt không làm mà vẫn muốn tiền lương. Hơn nữa, cho dù hắn muốn tiền lương thì cũng nên đi đòi Diệp lão nhị. Dương Uy lạnh lùng hừ một tiếng, tay cầm cờ lê, gậy sắt, từ từ tản ra, bao vây lấy hai người Tần Lâm và Diệp Long. Không đưa tiền lương sao? Ông là quản đốc, chúng tôi là công nhân, nợ nửa năm tiền lương của chúng tôi, ông nói không đưa là không đưa sao? Hôm nay không thanh toán hết cho chúng tôi, vậy thì chúng ta phải nói chuyện với nhau rồi. Rõ ràng là tên Dương Uy này trước khi đến đã có sự chuẩn bị rồi, 7-8 tên thanh niên vạm vỡ ai cũng cầm vũ khí, bao vây lấy hai người. Tên Diệp Bằng này đúng là độc ác, đùn đẩy tai họa cho người khác vẫn chưa đủ, còn sai tên Dương Uy đánh họ một trận. Diệp Bằng đã ra lệnh phải đánh gãy chân của Diệp Long và Tần Lâm. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng chỉ là hành vi quá khích của đám công nhân đòi tiền lương, nhà họ Diệp có thể dễ dàng hòa giải. Mặt Diệp Long biến sắc. Tên họ Dương kia, cậu có ý gì, định ra tay với tôi ở công xưởng sao? Dương Uy cười khẩy, ra tay thì có làm sao? Chúng tôi là tập thể yếu thế, hơn nữa người đông, cho dù bắt nạt ông thì ông cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Diệp Long chết chắc với Dương Uy, làm vua cũng phải thua thằng liều, một tên lao động như hắn sẽ sợ quản đốc sao? Cả lũ cùng nhau xông lên đánh Diệp Long tàn phế. Đến lúc đó cho dù cảnh sát đến thì Diệp Bằng cũng sẽ đền tiền thay chúng. Đánh Diệp Long tàn phế chẳng phải là chuyện nhị gia rất muốn chứng kiến sao? Bị đám công nhân bao vây, Tần Lâm không hề hoảng sợ, nhếch mép cười khẩy. Ý của anh là, ỷ đông là có thể bắt nạt người khác sao? Dương Uy đáp, thế thì sao chứ? Hắn vừa dứt lời liền có 6 chiếc xe van đỗ ở bên ngoài, một đám người xuống xe, tầm 40. 50 người xông thẳng vào trong công xưởng. Nhìn thấy đám người này Dương Uy sợ hú hồn, nhưng sau khi nhìn kỹ lại hắn lại cười. Tưởng là ai, thì ra là ông Long Long Ích Huy, người của mình. Mặc dù với thân phận của anh, đương nhiên không thể trèo cao tạo quan hệ với ông Long, nhưng mảnh đất này là của Đoàn Bảo Đông, bọn họ xây công xưởng ở đây thì phải đưa tiền thuê cho Đoàn Bảo Đông. Hiện nay đã khất nợ mấy tháng tiền thuê rồi. Đoàn Bảo Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua cho công xưởng này. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Diệp Long là quản đốc mới đến của công xưởng, nếu có chuyện cần bàn đương nhiên phải gặp ông ấy. Ha ha, Tổng Giám Đốc Diệp, nhìn phía sau kìa, đám đòi nợ đến rồi. Long Ích Huy đem theo một đám người đến công xưởng, bảo bọn họ bao vây chỗ này. Gọi Diệp Lão Nhị ra đây. Người của anh Đông cũng không hiền lành gì. Ông ta sẽ không nói đạo lý với người khác, đến lúc phải trả tiền thuê mà chưa trả thì chỉ có cách động chân động tay. Dương Uy không hề hoảng hốt mà nói. Ông Long, ông đừng hiểu lầm, quản đốc không phải nhị gia của chúng tôi, là anh trai của nhị gia, nếu có việc gì thì tìm đến ông Diệp Long này là được. Lúc này, Long Ích Huy mới quan sát đám người kia, vừa thấy Diệp Long liền thấy Tần Lâm. Long Ích Huy lập tức kinh ngạc, vội vã tiến lên. Đi đến trước mặt Tần Lâm nói. Cậu Tần, sao cậu lại ở đây? Cậu Tần. Đám người Dương Uy trợn tròn mắt, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người này là ông Long đấy. Ông Long sao lại nói chuyện với tên nhóc này một cách khách sáo như vậy? Tần Lâm nói, ông chủ của cái công xưởng này bỏ chạy rồi, tôi và chú Diệp đến đây tiếp quản, ông ta nợ các người bao nhiêu tiền? Long Ích Huy vội vã nở nụ cười, cậu Tần cứ nói đùa. Chúng tôi đâu cần tiền của cậu, có mấy triệu thôi mà, coi như thôi đi vậy. Nói xong, Long Ích Huy quay đầu, lạnh lùng nhìn đám người Dương Uy. Đám chó má các người, dám động vào cậu Tần, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Lời vừa dứt, 40-50 người mà Đoàn Bảo Đông mang theo bao vây lấy đám người Dương Uy. Bọn Dương Uy mặc dù ai cũng thân thể cường tráng nhưng chỉ khi so sánh với mấy người già ở trong công xưởng mà thôi. Chứ hoàn toàn chẳng thể so bì với đám thuộc hạ của Đoàn Bảo Đông. Ông Long, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dương Uy luống cuống, không biết Long Ích Huy uống nhầm thuốc gì, đột nhiên lại giúp đỡ kẻ không quyền không thế như Diệp Long. Tần Lâm lạnh lùng nói, không phải anh vừa nói, đông người là có thể ức hiếp người khác sao, bây giờ đã đủ đông chưa? Sắc mặt Dương Uy tái mét, lúc này hắn cũng nhận ra Tần Lâm không phải kẻ có thể ức hiếp được.
hắn vội vàng nói. Anh trai, tôi là người làm công, xin anh tha cho tôi cũng chỉ nghe mệnh lệnh của nhị gia mà thôi. Tần Lâm cười lạnh, bây giờ biết xin tha mạng rồi à? Cũng được, không làm khó mấy người nữa, phạt một tháng lương của mấy người vậy. Dương Uy hơi sửng sốt, hắn không hiểu lắm, mấy tháng rồi không nhận được lương, hắn cũng đang chuẩn bị nghỉ làm rồi, phạt thì phạt thôi. Nhìn thấy đám mấy người bọn họ không ai nhúc nhích, Tần Lâm nói. Sao còn chưa nộp tiền? Đợi gì nữa? Sắc mặt Dương Uy lập tức khó coi, bảo phạt tiền bọn họ, là bắt bọn họ tự móc một tháng tiền lương của bản thân ra để trả à? Công xưởng không phát tiền lương trong một thời gian dài rồi, điều kiện kinh tế của bọn họ vốn cũng chẳng ra sao, bây giờ còn phải nộp phạt một tháng tiền lương, đúng là hết cái khổ này lại đến cái khổ khác mà. Nhìn thấy đám người Dương Uy, mặt ai cũng đưa đám, Long Ích Huy cười lạnh, không nộp được một tháng tiền lương thì thôi vậy, mỗi người đánh gãy một cái chân. Đừng, tôi nộp. Dương Uy sắc mặt đưa đám, mọi người đều bắt đầu móc tiền từ túi ra. Đám người Dương Uy mặt mày đưa đám, lấy ra một tháng tiền lương nộp cho Diệp Long. Chú Diệp, chỗ tiền này lấy làm tiền thưởng cho công nhân cũ đi. Diệp Long gật đầu, lạnh lùng nhìn đám người Dương Uy, còn không mau cút. Bọn họ như được tha tội chết, vội vã chạy khỏi nhà máy. Long Ích Huy nói, dù sao cũng là người nhà của cậu Tần, vậy thì sau này không thu tiền thuê của mảnh đất này nữa. Lời của Long Ích Huy vừa dứt, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói. Ông không cần nhưng tôi cần. Mọi người đến nhìn về phía phát ra giọng nói, người đàn ông cao to lực lượng mặc áo ra đứng giữa, sau lưng mang theo một đám mười mấy đàn em đi tới. Người đàn ông này mặt mày hung dữ, tướng tá hung bạo, vừa nhìn liền biết đây không phải loại có thể chọc vào. Long Ích Huy cau mày, nói nhỏ với Tần Lâm. Cậu Tần, người này là Bùi Lương, Bùi đại ca có vị thế ngang hàng với anh Đông. Tần Lâm gật đầu, hóa ra là một nhân vật tai to mặt lớn. Bùi Lương đến trước mặt Tần Lâm, quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó lập tức khinh thường cười lạnh. Tôi nói với Tiểu Long này, tôi nghe nói anh Đông bị bệnh, có vẻ ốm đến mức hồ đồ rồi, sao có thể ngay cả tiền mà cũng không cần được. Long Ích Huy bình tĩnh nói, cảm ơn Bùi đại ca đã quan tâm, anh Đông bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, người này chính là bạn của anh Đông, cậu Tần. Bùi Lương lại quan sát Tần Lâm thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy anh có gì đặc biệt, ông ta lại cười lạnh. Cậu ta là bạn của anh Đông mấy người, nhưng không phải bạn của tôi, cái công xưởng này nằm trên một nửa mảnh đất của tôi, tiền thuê cũng không ít đâu. Tần Lâm cũng không ỷ thế hiếp người, dù sao cũng dùng đất của họ, đưa tiền là lẽ đương nhiên. Còn nợ ông bao nhiêu tiền? Bùi Lương cười mà như không cười nói, cũng không nhiều, mấy triệu thôi. Có điều chỗ tiền này tôi có thể không đòi, mấy người dỡ bỏ cái công xưởng này cho tôi không cho thuê mảnh đất này nữa. Diệp Long cau mày. Mặc dù Diệp Long trước giờ không điều hành công xưởng Đại Long, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút về tình hình trong ngành, nếu đắc tội Bùi Lương, vậy sau này nửa bước cũng khó đi được. Nhưng nếu làm theo yêu cầu của Bùi Lương, dỡ bỏ công xưởng, thì cũng chẳng còn gì. Tần Lâm cười lạnh, không bàn chuyện hợp đồng vậy bàn cái gì. Bùi Lương cảm thấy thú vị, đi đến trước mặt Tần Lâm, giơ tay lên, bóp bóp tay, phát ra tiếng rắc rắc. Đương nhiên là bàn chuyện nắm đấm rồi. Tần Lâm lộ vẻ cười đùa, nắm đấm của ông cứng lắm sao? Bùi Lương hơi ngạc nhiên, lời của Tần Lâm có ý khiêu khích, thú vị, thực sự thú vị. Sắc mặt Long Ích Huy hơi thay đổi, ông ta nói. Bùi đại ca, cậu Tần đây là thần y, xin ông tôn trọng một chút. Bùi Lương cười lạnh, hóa ra là bác sĩ à, bây giờ bác sĩ đều tự tin vậy sao? Bùi Lương nhặt một mảnh gỗ từ dưới đất lên, đi đến trước một cái cưa điện, ấn tới ấn lui. Cái cưa điện hình tròn bắt đầu xoay với tốc độ cực nhanh, Bùi Lương nhẹ nhàng đẩy mảnh gỗ qua. Xoẹt xoẹt xoẹt, mảnh gỗ đập vào chiếc cưa điện, bị cưa làm đôi. Mặt Bùi Lương lộ vẻ châm chọc. Làm người ấy, có lúc không nên quá tự tin. Lấy trứng chọi đá, giống như dùng mảnh gỗ này để đập vào chiếc cưa điện vậy, cuối cùng thịt nát xương tan. Tần Lâm cười lạnh, đi qua đó, nhìn chiếc cưa điện hình tròn đang quay vòng vòng với tốc độ cao, lạnh lùng nói. Không tự tin, là bởi vì nắm đấm của ông không đủ cứng mà thôi. Lời vừa dứt, Tần Lâm đột nhiên giơ tay lên,
bổ một đòn vào chiếc cưa điện. Diệp Long và Long Ích Huy đều kinh ngạc. Tiểu Lâm, cậu Tần. Trong mắt Long Ích Huy, Tần Lâm chỉ là một bác sĩ mà thôi, chỉ vì anh đông kính trọng bác sĩ, nên mới tiếp đãi anh vô cùng long trọng. Bây giờ gặp phải loại côn đồ như Bùi đại ca, ông ta cũng không còn cách nào khác, thân phận Long Ích Huy và Bùi Lương không cùng đẳng cấp với nhau. Chỉ có anh Đông mới có thể nói chuyện với ông ta mà thôi. Nếu hôm nay Bùi đại ca chất vấn, vạch lá tìm sâu, ông ta cũng không biết làm thế nào. Nhưng cậu Tần định làm gì vậy, không cần tay mình nữa sao? Xì xì xì. Sau khi Tần Lâm xuống tay, chiếc cửa điện bắn ra một chùm tia lửa, khiến cho mọi người không thể mở mắt. Vài giây sau, ánh lửa biến mất, mọi người nhìn kỹ lại liền lập tức kinh ngạc. Chiếc cưa điện hình tròn bị Tần Lâm bổ ra. Còn tay Tần Lâm hoàn toàn không bị thương. Tay không bổ cưa điện. Mọi người đều trợn tròn mắt, chuyện này kinh khủng quá trời. Uy lực của chiếc cưa điện lớn vô cùng, thậm chí sắt thép còn bị cưa đôi, chứ đừng nói đến mảnh gỗ kia. Tần Lâm lại có thể dùng cơ thể máu thịt để bổ chiếc cưa điện làm đôi sao? Tần Lâm giơ tay lên đặt trước mặt Bùi Lương, nắm chặt nắm đấm, làm động tác y hệt ông ta lúc trước. Nắm đấm của tôi đủ cứng chưa? Bùi Lương tái mét mặt, bị khí thế của Tần Lâm ép phải lùi hai bước. Chiếc cưa điện bị bổ làm đôi, bên trên vẫn còn màu đỏ rực, trông có vẻ nhiệt độ không hề thấp. Đòn này của Tần Lâm thật sự đáng kinh ngạc, Bùi Lương đứng gần đấy thực sự bị dọa sợ chết khiếp. Ông ta hít sâu một hơi, hoàn hồn lại, vội vàng bỏ đi vẻ mặt cười đùa. Xin lỗi, đã khiến đại sư bực mình rồi, mong đại sư thứ lỗi. Trong lòng Long Ích Huy dâng lên từng đợt sóng lớn. Vốn tưởng rằng Tần Lâm chỉ là một bác sĩ có y thuật lợi hại, không ngờ anh còn là một đại sư võ thuật. Cậu Tần đây giấu tài kỹ quá. Có thể tay không bổ đôi cưa điện, thực lực thế này cho dù là đại sư bình thường chắc cũng không bì nổi. Ít nhất, thuộc hạ của anh Đông không có ai bì được. Mấy kẻ mình đồng ra sắt cũng không ai dám ganh cao thấp cùng cưa điện. May mà lúc đầu tạo quan hệ thân thiết với cậu Tần, nếu không một khi đắc tội anh, hậu quả không tưởng tượng được. Tần Lâm nhìn Bùi Lương, cũng không làm khó ông ta. Người không biết thì không đáng trách tội, bây giờ, có thể bàn chuyện hợp đồng chưa? Bùi Lương vội vã nói, đại sư lại đùa rồi, lúc trước tôi do mạo muội, tiền thuê tôi không dám thu, công xưởng Đại Long sẽ tiếp tục được đặt ở đây, còn về vấn đề an ninh, Bùi Mỗ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu có thể yên tâm làm ăn ở đây, sau này sẽ không có ai dám đến đây làm loạn. Tần Lâm nói, về chuyện tiền thuê, chúng tôi sẽ trả, bao gồm cả khoản tiền thuê của đoàn Bảo Đông nữa. Ngày mai tập đoàn Mạnh Thị sẽ rót vốn đầu tư cho công xưởng, đến lúc đó đương nhiên phải trả tiền cho mấy người. Được rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa, xin mời mấy vị đi về. Bùi Lương và Long Ích Huy vội vã cáo từ, chuyện này khiến hai người toát hết mồ hôi mà chẳng hề nhận ra. Cảnh tay không phá cửa điện lúc nãy thực sự quá kinh khủng. Sau khi Long Ích Huy và Bùi Lương đi rồi, Diệp Long vội vàng tiến đến, kéo tay của Tần Lâm lại xem. Tiểu Lâm, cháu có sao không? Đó là cửa điện đấy. Diệp Long làm ở công xưởng nhiều năm như vậy rồi, người bị cửa điện cứa vào tay cũng không ít, nhưng chưa có một ai dùng tay không phá cửa điện cả. Chỉ nghe thấy tay không bổ sầu riêng chứ chưa bao giờ nghe thấy tay không bổ cửa điện cả. Điều này thật là quá kinh khủng. Tiểu Lâm cười nói, cháu không sao đâu chú Diệp, cháu chỉ làm ảo thuật cho bọn họ xem thôi. Nghe vậy Diệp Long mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ảo thuật, còn tưởng Tiểu Lâm thật sự có thể không bị thương trước đao kiếm, đúng là lươn lẹo. Nhưng đó là Bùi đại ca, sau này cháu phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta nhìn ra. Chú cứ yên tâm. Đúng rồi. Vừa rồi cháu có nói là tập đoàn Mạnh Thị sẽ đầu tư cho chúng ta, có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi, ngày mai tiền vốn sẽ về, số tiền thuê và khoản nợ ngân hàng sẽ được trả hết. Hơn nữa tập đoàn Mạnh Thị còn ủy thác cho chú một vài dự án nữa, chú Diệp, chú phải bận rộn rồi. Diệp Long há miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Công xưởng vừa đổi người, Diệp Long đương nhiên sẽ rất bận. Mấy người công nhân cũ vừa nhìn thấy Diệp Long trở về liền vô cùng phấn khởi, vẫn là quản đốc cũ được lòng người hơn. Có sự quan tâm của tập đoàn Mạnh Thị, công xưởng này muốn đóng cửa cũng khó, Tần Lâm cũng chẳng cần phải lo lắng nữa.
Sau khi Dương Uy trở về liền gọi điện cho Diệp Bằng, kể lại hết mọi chuyện hôm nay cho ông ta nghe. Sau khi ngắt cuộc gọi, Diệp Bằng chau mày. Bố, tên Đoàn Bảo Đông này đúng là uống nhầm thuốc rồi, vậy mà lại không truy cứu Diệp Long. Diệp Thiệu Sinh cũng có chút hoài nghi, Đoàn Bảo Đông là người nham hiểm, đổi lại là chúng ta, nếu không trả tiền, ít nhất phải đánh một trận cảnh cáo, sao có thể để bên Diệp Long sống yên ổn như vậy chứ? Vẻ mặt Diệp Bằng trầm xuống, anh trai may thật đấy, chuyện này mà cũng có thể thoát được, nhưng mà không sao, mấy hôm nữa ngân hàng sẽ đến đòi nợ thôi, để con xem anh ấy có thể thoát nữa hay không. Trở về nhà họ Diệp, Diệp Vãn Nhi mặc một chiếc váy dài, còn trang điểm nhẹ nhàng, giống như chuẩn bị ra ngoài. Anh Tiểu Lâm, anh về rồi. Tần Lâm hỏi, em định ra ngoài sao? Vâng, anh Tiểu Lâm còn nhớ Tiểu Thục không? Lúc còn nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau đó, bạn thân của em. Tần Lâm nghĩ một lúc, Trần Thục phải không? Lúc nhỏ khi chơi với Diệp Vãn Nhi, bạn học của Diệp Vãn Nhi cũng thường tới chơi, cho nên bọn họ cũng coi như là có quen biết. Đúng rồi, hôm nay bọn em đi họp lớp, Tiểu Thục cũng đến, em muốn gặp mặt cậu ấy một chút, lâu rồi không gặp, anh đi cùng em có được không? Được. Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi cùng rời khỏi nhà, đi xe taxi tới chỗ hẹn, dọc đường đi, Diệp Vãn Nhi kể cho Tần Lâm nghe một chút về Trần Thục. Năm đó sau khi nhà Tần Lâm xảy ra chuyện, cả nhà Diệp Long ba người liền bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, cuộc sống vô cùng khó khăn, Diệp Vãn Nhi còn không thể học cấp 2. Là Trần Thục luôn giúp đỡ cô ấy, mỗi ngày đến lớp đều mang thêm một phần cơm cho Diệp Vãn Nhi, lúc nộp tiền sách, Trần Thục cũng lấy tiền tiêu vặt ra đưa cho cô ấy. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đối với một gia đình bình thường như Trần Thục thì đó là một gánh nặng. Sau này, Diệp Vãn Nhi thôi học, cơ hội hai người gặp mặt nhau càng ít, dịp Tết Trần Thục còn đưa cho Diệp Vãn Nhi lì xì 200-300 tệ, bây giờ đã hơn một năm không gặp nhau, Diệp Vãn Nhi cũng rất nhớ cô ấy. Nói đến đây, Tần Lâm có chút cảm động, người bạn như vậy thực sự tuyệt vời. Nói ra thì Diệp Vãn Nhi tới bước đường này đều là vì Tần Lâm, Trần Thục giúp Diệp Vãn Nhi cũng là giúp Tần Lâm, có cơ hội anh nhất định sẽ trả ơn cô ấy. Rất nhanh đã tới khách sạn lớn Kim Long, đây là một khách sạn cao cấp ở Đông Hải, theo kiểu làng du lịch mở cửa, là một khách sạn có đủ dịch vụ ăn chơi thoải mái, vô cùng xa hoa. Taxi dừng lại, Diệp Vãn Nhi xuống xe liền nhìn thấy Trần Thục. Tiểu Thục, Vãn Nhi. Trần Thục nhìn thấy Diệp Vãn Nhi đi cùng một người đàn ông đến, liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vãn Nhi, đây là... Diệp Vãn Nhi nhỏ giọng nói, đây là anh Tiểu Lâm. Trần Thục há to miệng, không tin được mà nhìn Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, anh còn sống, thật là tốt quá. Mặc dù Trần Thục và Tần Lâm chỉ quen biết qua loa mà thôi, nhưng Trần Thục tâm tình lương thiện, biết tin Tần Lâm vẫn còn sống nên cũng thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tần Lâm tiến lên chủ động bắt tay Trần Thục, cảm ơn cô bao năm qua đã chăm sóc cho Vãn Nhi. Trần Thục có chút ngại ngùng, cũng không có gì, chúng tôi đều là bạn bè thân thiết, không cần khách khí. Tần Lâm thả tay Trần Thục ra, gật đầu. Lúc nãy, nhân lúc bắt tay, anh đã bắt mạch cho cô ấy luôn. Bởi vì nhìn thấy sắc mặt của Trần Thục không quá tốt, hình như có chút bệnh, lúc nãy mặc dù chỉ bắt mạch trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Tần Lâm cũng đã chẩn đoán được. Trần Thục bị lao lực quá độ, dinh dưỡng không đủ, dẫn đến sức khỏe suy nhược, có thể là do công việc quá vất vả, trông có vẻ như cuộc sống không quá thuận lợi. Trần Thục nhìn Tần Lâm, sắc mặt hơi ngại ngùng, nói. Vãn Nhi à, cậu biết ai là người tổ chức buổi họp lớp ngày hôm nay không? Diệp Vãn Nhi xứng người, tớ không biết, vì Trần Thục ở đây nên cô ấy mới tham gia buổi họp lớp. Là Từ Bằng, người trước kia yêu thầm cậu ấy, tớ biết cậu và anh Tiểu Lâm là một đôi, nếu Từ Bằng mà biết chuyện này chắc sẽ tức chết mất. Nghe thấy câu cô ấy và Tần Lâm là một đôi, Diệp Vãn Nhi lập tức đỏ mặt. Tiểu Thục, cậu đừng nói vớ vẩn. Trần Thục bất đắc dĩ lắc đầu, hai, hôm nay hai người khiêm tốn chút đi, tớ không muốn đắc tội Từ Bằng đâu. Diệp Vãn Nhi hỏi, sao nào, cậu có quan hệ gì với cậu ta? Trần Thục nói, bố Từ Bằng mấy năm trước đột nhiên phất lên, trở thành ông vua ngành nhựa của khu chúng ta, tớ hiện nay đang làm quản lý quèn của một phân xưởng do bố cậu ta quản lý, vậy nên không dám đắc tội cậu ta. Diệp Vãn Nhi bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu, yên tâm đi,
tớ và cậu ta trước nay chẳng hề liên lạc, đương nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi mà dây vào cậu ta rồi. Khi hai người đang nói chuyện phiếm, một người đàn ông đeo kính, vừa lùn vừa béo đi đến. Vãn Nhi phải không, lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như xưa vậy. Người đàn ông vừa lùn vừa béo này chính là Từ Bằng mà lúc nãy Trần Thục nói, cũng là người tổ chức buổi họp lớp lần này. Từ Bằng duỗi tay, muốn ôm lấy Diệp Vãn Nhi, bị Diệp Vãn Nhi xoay người từ chối. Cô ấy cau mày, cảm thấy Từ Bằng khác xa lúc trước. Từ Bằng lúc trước là một tên mập vừa hướng nội vừa tự ti, mặc dù rất nhiều người biết hắn yêu thầm Diệp Vãn Nhi, nhưng hắn chưa từng bộc lộ ra, thậm chí rất ít khi nói chuyện với Diệp Vãn Nhi. Nhưng bây giờ, Từ Bằng tuy có hơi muộn màng nhưng đã phất lên, 25 tuổi mới phất lên, trở thành con nhà giàu, tính cách đương nhiên có thay đổi rất lớn. Những chuyện lúc trước hắn không dám làm, hiện nay đã dám làm rồi, ví dụ như theo đuổi Diệp Vãn Nhi. Trần Thục hơi lúng túng, người vội vàng tổ chức buổi họp lớp lần này là Từ Bằng. Lý do thứ nhất là để khoe khoang với bạn học rằng mình đã trở thành con nhà giàu. Ông cha ta có câu phú quý không thèm về quê cũ, chỉ biết mặc áo gấm đi đêm mà thôi, bây giờ Từ Bằng phất lên rồi, đương nhiên khi tụ họp với bạn học cũ, phải khoe cho người khác biết. Thứ hai là để theo đuổi Diệp Vãn Nhi thêm lần nữa. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn vô cùng đắm đuối với nữ thần trong mộng năm đó, không thể nào quên được. Hôm nay gặp mặt, không ngờ rằng Diệp Vãn Nhi còn xinh đẹp xuất chúng hơn xưa, cô ấy đã cởi bỏ vẻ trẻ trung, ngây thơ thời học sinh, Diệp Vãn Nhi bây giờ mới thực sự là nữ thần. Chỉ có điều, bên cạnh nữ thần tại sao lại có người khác? Từ Bằng nhìn Tần Lâm, hơi cau mày, hỏi. Vãn Nhi, người này là... Diệp Vãn Nhi khoác tay Tần Lâm, hơi đỏ mặt nói. Đây là bạn trai của tớ. Sắc mặt Từ Bằng lập tức cứng đờ, khuôn mặt to mập lộ ra vẻ âm u. Ha ha, tớ không biết cậu có bạn trai rồi đấy, người anh em, anh đang làm nghề gì? Tần Lâm nói, bác sĩ. Mặt Từ Bằng lộ vẻ khinh thường, ồ, hóa ra là bác sĩ à, bây giờ lương của bác sĩ cũng không tồi nhỉ, cố gắng nỗ lực tăng ca, lương chắc cũng được 5.000 chứ. Giọng điệu của Từ Bằng giống như hoàng đế cao cao tại thượng đang hỏi han dân thường thấp kém vậy. Dẫu sao, Từ Bằng bây giờ cũng là con nhà giàu, bố hắn là ông vua ngành nhựa, tất cả công xưởng đều là của bố hắn, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy mình hơn mấy người làm công ăn lương bình thường rồi. Tần Lâm im lặng không nói gì, cũng không muốn đáp lời loại không có não. Có một cô gái ngoại hình không tồi, nhưng nhan sắc bình thường đi tới bên cạnh Từ Bằng, cô ta trang điểm vô cùng đậm. Cả người toát ra mùi tục tĩu. Từ thiếu gia à, chắc đã lâu rồi cậu không tìm hiểu về tầng lớp bình dân, bây giờ bác sĩ kiếm được khá lắm, nếu như là bác sĩ của bệnh viện lớn thì lương cũng đến 8-9.000 hay cả chục nghìn đó. Cô gái này là bạn học của Vãn Nhi, Dương Tuyết. Cô Dương Tuyết này lúc còn đi học là kiểu người nịnh bợ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tính cách vẫn chẳng hề đổi thay, nhưng khuôn mặt lại thay đổi kha khá, không biết đã dùng phương pháp gì. Từ Bằng cũng đắc ý cười, ừ, hóa ra bác sĩ bây giờ kiếm được nhiều tiền đến vậy. Dương Tuyết ở bên cạnh cũng tiếp lời, kiếm được nhiều mấy cũng đâu thể bằng Từ thiếu gia được, sản nghiệp của nhà Từ thiếu gia lớn đến vậy, dù có ngồi chơi xơi nước thì một tháng vẫn có thể ăn mấy trăm nghìn tiền lãi, lương của tầng lớp làm công ăn lương đương nhiên chẳng thể sánh bằng rồi, có thể trả được tiền trả góp xe, trả góp nhà đã là tốt lắm rồi. Từ Bằng gật đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng. Cuộc sống của dân thường đúng là như vậy, lương của tầng lớp lao động mãi mãi chỉ có thể đủ để tồn tại chứ không đủ để sống. Cuộc sống thực sự là phải chú trọng vào chất lượng, như con Cayenne tôi mới mua này mới được gọi là xe sedan, mấy loại xe 200-300 nghìn thậm chí còn rẻ hơn chỉ có thể coi là phương tiện thay cho việc đi bộ mà thôi. Vốn chẳng ai quan tâm đến, Từ Bằng lại cố ý to mồm, mọi người bắt đầu nhìn về phía chiếc Porsche Cayenne mới tinh của hắn. Wow. Từ thiếu gia, chiếc xe mới như vậy, còn chưa lắp biển sao? Vừa mới tậu à? Từ Bằng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với phản ứng kinh ngạc của mọi người, hắn gật đầu, chỉ vào trung tâm hội nghị ở bên cạnh mà nói, bên đó có triển lãm xe, tôi tiện thể đi lượn một vòng, tậu luôn một chiếc. Chiếc xe này Từ Bằng đương nhiên đã chuẩn bị mua từ lâu rồi, đúng lúc có buổi họp lớp, liền thể hiện một chút. Hơn nữa còn giả bộ như tùy ý mua mà thôi.
mua xe giống như đi chợ mua đồ ăn vậy, để cho bọn họ biết, đâu mới là cuộc sống chất phác không màu mè của người có tiền thật sự. Lời của Từ Bằng thật sự khiến mọi người ngưỡng mộ. Đúng là từ thiếu gia, đến ăn bữa cơm mà thôi cũng phải tậu luôn con xe xịn, bọn mình thì còn chả dám mơ đến chuyện này. Đúng vậy, từ thiếu gia là ai chứ, bố của từ thiếu gia là doanh nhân nổi tiếng, cô gái năm đó từ chối từ thiếu gia chắc giờ hối hận lắm nhỉ. Ha ha, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, từ thiếu gia vẫn còn độc thân đó, tôi nghe nói, từ thiếu gia chẳng phải vẫn còn theo đuổi Diệp Vãn Nhi sao. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ, trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Tần Lâm. Vốn bọn họ chỉ đang nói hai người, một người là Từ Bằng, một người là Diệp Vãn Nhi, nhưng thứ mà bọn họ để ý là phản ứng của Tần Lâm. Có thể làm bạn trai của mỹ nữ xinh đẹp như Diệp Vãn Nhi, sao có thể bất tài vô dụng được? Đến giảng hòa à? Ha ha, đó đều là chuyện xưa rồi. Bây giờ tổng giám đốc Từ lợi hại đến vậy, loại con gái nào mà chẳng tìm được. Chúng ta vào trước đi. Từ Bằng vẫn chưa có ý định kết thúc chuyện này, hắn lạnh lùng cười nói. Lời này không đúng rồi, Từ Bằng tôi mặc dù có phất lên, nhưng trong lòng vẫn trước sau như một. Vừa nói, Từ Bằng liên tục nhìn về phía Tần Lâm. Ý của hắn rõ ràng là, cho dù bây giờ có tiền rồi, hắn vẫn thích Diệp Vãn Nhi. Thấy Tần Lâm vẫn không nói gì, Từ Bằng hỏi. Tôi thấy người anh em này vừa nãy đi taxi tới. Có định suy xét đến việc mua xe không? Hay là tôi giới thiệu cho anh mấy chợ xe cũng nhé? Đảm bảo rẻ. Lời Từ Bằng vừa dứt, Dương Tuyết lập tức đứng bên cạnh phụ họa. Từ thiếu gia đừng đùa nữa, cho dù là xe cũ thì đâu phải ai cũng mua được. Lương của tầng lớp làm công ăn lương bây giờ có thể mua được nhà đã là tốt lắm rồi. Áp lực trả góp lớn lắm đó, cậu đừng làm khó người ta mà. Từ Bằng sững sờ, ồ, vậy là đang làm khó anh ta hả? Do tôi suy nghĩ không vẹn toàn rồi, xin lỗi người anh em nhé, tôi cũng không biết cậu không mua nổi, đi thôi, chúng ta vào trong ăn cơm thôi. Từ Bằng ra vẻ hiền hòa như đã thân quen Tần Lâm từ lâu, nhưng trên thực tế trong lời nói cử chỉ lại đầy ý mỉa mai, dùng nó để làm nổi bật sự ưu việt của hắn. Tần Lâm cũng lười để ý loại não tàn này, căn bản chẳng thèm đáp lại, nhưng mọi người lại tưởng rằng Tần Lâm giống như xấu hổ đến mức không nói nổi câu nào, vô cùng đáng thương. Vào trong nhà hàng, giám đốc nhà hàng niềm nở đi đến. Từ thiếu gia, phòng địa tử các đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, chỉ cần cậu lên là được. Từ Bằng cau mày, địa tử các, giám đốc Phương, phòng mà tôi đặt là phòng thiên tử các mà. Giám đốc Phương khách khí cười. Xin lỗi từ thiếu gia, phòng thiên tự các đã bị người khác đặt mất rồi, chỉ còn phòng địa tự các mà thôi, trừ phi cậu có thẻ bạch kim thì mới được ưu tiên đặt. Từ Bằng có chút không vui, nhưng cũng không còn cách nào, nhà hàng lớn nên có quyền, ở trong khách sạn lớn Kim Long này, hắn không dám gây chuyện. Muốn làm thẻ bạch kim thì mỗi năm phải tiêu trên 10 triệu, hoặc phải là khách quý của ông chủ, Từ Bằng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, sao có thể tiêu tốn 10 triệu tiền ăn ở đây được. Từ Bằng quay người nói với bạn học. Hôm nay trùng hợp quá, gian phòng thiên tự các bị người khác đặt mất rồi, nhưng cũng phải khó lắm mới đặt được địa tự các cậu thì không phải lúc nào cũng có cơ hội đặt chân đến đây, tí nữa cứ ăn nhiều vào. Trong mắt Từ Bằng, đám bạn học cũ này đều là lũ nhà quê, ngày thường sao dám đến ăn cơm ở nhà hàng cao cấp như này. Về việc Từ Bằng giả vờ thì mọi người cũng không có biểu hiện gì. Dù sao người ta cũng là người có tiền, hôm nay họp lớp cũng do người ta mời, vậy nên cứ để cho anh ta giả vờ thôi. Mọi người đi theo lên lầu 2, khi đến gần phòng đặt, đột nhiên có một người đàn ông mặc áo khoác ra từ phòng thiên tự các đi ra rồi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Tần Lâm, anh ta có hơi sửng sốt, vốn dĩ cả mặt đỏ bừng vì uống rượu nhưng lúc này anh ta lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn, sau đó vội vàng quay trở về phòng riêng. Trong phòng thiên tự các, Bùi Lương đang uống rượu, nhìn thấy đàn em đang luống cuống hốt hoảng, ông ta chợt cau mày. Làm gì thế, nhìn thấy quỷ hay gì? Đàn em nói, Bùi đại ca, còn đáng sợ hơn nhìn thấy quỷ nữa, em gặp Tần đại sư ngoài kia. Bùi Lương sửng sốt, nhất thời kích động đứng phắt dậy. Tần đại sư, cậu ấy đến tìm tôi à? Bùi Lương đang tự hỏi, làm sao anh biết được khách sạn Kim Long này là sản nghiệp của ông ta?
Cảnh Tần Lâm chặt cưa bằng tay không đã tạo thành ám ảnh tâm lý cho Bùi Lương, một đại sư như vậy không phải là người mà ông ta có thể đụng vào được, vì vậy sau khi nghe ba chữ Tần đại sư, Bùi Lương đã tỉnh rượu ngay lập tức. Đàn em nói, Bùi đại ca, chắc là không phải đến tìm anh đâu, em thấy Tần đại sư đi cùng một đám người vào phòng địa tự các rồi, hình như là họp mặt bạn bè. Lúc này Bùi Lương mới thở phào nhẹ nhõm, không phải đến tìm ông ta là tốt rồi. Nhìn một lượt thức ăn còn trên bàn, mau, nhanh chóng dọn hết đi. Đại ca, chỗ này còn chưa ăn, dọn thật sao ạ? Bớt nhiều lời lại đi, mau dọn hết cho tao. Mấy tên đàn em vội vàng làm nốt công việc của phục vụ, mang hết tất cả các món sơn hào hải vị xuống, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng riêng. Giám đốc Phương thấy vậy, vội hỏi, Bùi đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Lương nói, đi mời hết khách khứa ở phòng địa tử các qua đây, rượu ngon đồ ăn ngon đang chờ sẵn, nếu có chút thất lễ nào thì mày chết chắc rồi đó. Suy cho cùng Bùi Lương cũng là ông chủ một phương, nói năng làm việc đều mạnh mẽ dứt khoát, chỉ nói vài câu đã làm cho giám đốc Phương sợ đến mức thừa sống thiếu chết, lập tức nhanh chóng làm theo. Chẳng mấy chốc, giám đốc Phương đã đến phòng địa tử các, Từ Bằng và những người khác đang gọi món. Từ thiếu gia, tổng giám đốc Bùi của chúng tôi đặc biệt mời các vị đến phòng thiên tự các dùng bữa. Hai mắt Từ Bằng sáng lên, lộ ra một chút kinh ngạc, còn có đãi ngộ như này nữa sao? Chẳng lẽ ông chủ nhà hàng này biết bố anh ta là ai sao? Không đúng chút nào, trước khi đến đây anh ta đã tự nói ra rồi, người ta còn không thèm để tâm đến nữa là. Từ Bằng chẳng buồn nghĩ nữa, hôm nay dù có như thế nào thì anh ta cũng phải có được thể diện. Từ Bằng đứng dậy, nói, hôm nay các cậu có thể ăn một bữa ở khách sạn lớn Kim Long phòng thiên tự các là nhờ vào tôi đấy, nào, chúng ta mau chóng sang đó thôi. Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng riêng, chuẩn bị đi vào phòng thiên tự các, lúc Tần Lâm là người bước ra cuối cùng, giám đốc Vương mới tiến đến, nói nhỏ. Tần đại sư, tôi là Tiểu Vương, ông chủ Bùi nói rằng hôm nay bạn bè của cậu ăn uống ở đây đều được miễn phí, ông chủ Bùi sẽ không quấy rầy nữa. Khi nào có cơ hội sẽ mời cậu ăn một bữa. Tần Lâm nghe xong liền nhận ra ngay khách sạn này là của Bùi Lương. Chỉ là một bữa ăn mà thôi, Tần Lâm không hề để tâm đến, anh gật đầu, sau đó đi vào trong. Thiên tự các thực sự tốt hơn địa tự các rất nhiều, dù là đồ trang trí hay bộ đồ ăn đều ở một đẳng cấp khác, có mấy nhân viên phục vụ ở cạnh luôn đợi để phục vụ, vô cùng đẳng cấp. Từ Bằng rất hài lòng, tự giác ngồi ở vị trí chủ tọa. Sau đó đưa thực đơn cho Diệp Vãn Nhi. Vãn Nhi, đồ ăn ở đây ngon lắm, cậu cứ gọi tự nhiên. Diệp Vãn Nhi gật đầu, mở thực đơn ra xem và thảo luận với Tần Lâm. Từ Bằng nhìn thấy hai người thân thiết như vậy thì sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Dương Tuyết ở cạnh thấy thế bèn chêm vào. Làm bác sĩ mệt chết đi được mà chả kiếm được bao nhiêu, được đến đây ăn một bữa cũng không dễ gì, nếu Từ thiếu gia đã mời thì hãy gọi nhiều một chút. Đừng khách sáo. Diệp Vãn Nhi cau mày, không thèm để ý đến cô ta, cô gọi một vài món rồi đưa cho người khác. Mọi người bắt đầu tám chuyện, các chủ đề chủ yếu đều xoay quanh Từ Bằng, dù gì Từ Bằng là người có tiền, những người nổi tiếng lúc đi học cũng muốn xây dựng mối quan hệ với hắn ta, nói không chừng tương lai sẽ có chuyện cần nhờ vả. Không lâu sau, tất cả đồ ăn thức uống đã được bày biện đầy đủ, tất cả đều là sơn hào hải vị. Thực ra Tần Lâm chỉ gọi có vài món, còn lại đều do Bùi Lương gọi, cho đầu bếp làm những món ăn ngon nhất, đương nhiên giá cũng không rẻ chút nào. Nhưng Bùi Lương đã nói rằng bọn họ không cần phải trả tiền, nên Tần Lâm cũng sẽ không khách sáo làm gì. Nhìn thấy sơn hào hải vị bày đầy bàn, Từ Bằng có hơi xót ruột, hắn lạnh lùng nói. Vị bác sĩ Tần này quả thật không hề khách sáo chút nào. Tên này đúng là một kẻ quê mùa. Gọi món toàn chọn những món đắt tiền, ăn một bữa như thế này thì ngay cả Từ Bằng cũng có chút xót ví. Ha ha, Từ thiếu gia, anh ta là người làm công ăn lương, bình thường hiếm khi được ăn mấy món sơn hào hải vị như vậy, không giống như anh, khi nào muốn đến thì đến, tôi có thể hiểu được mà. Từ Bằng cảm thấy câu nịnh nọt này còn tạm được, hắn gật đầu, vẻ mặt ra vẻ kiêu ngạo rồi nói. Đúng vậy, Vãn Nhi, cậu ăn nhiều một chút. Sau này nếu cậu muốn ăn thì cứ liên lạc tớ, đích thân tớ sẽ dẫn cậu đi. Từ Bằng tin rằng bây giờ ở cái xã hội này, chẳng có mấy cô gái không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc.
Trước đây hắn không đủ can đảm để theo đuổi Diệp Vãn Nhi bởi vì hắn vừa không có tiền vừa tự ti. Nhưng bây giờ hắn đã giàu rồi, mà Diệp Vãn Nhi cũng chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường mà thôi. Những món bọn họ ăn ngày hôm nay, kể cả có qua năm mới chưa chắc đã ăn được một lần, còn từ bằng thì muốn đến lúc nào cũng được. Chất lượng cuộc sống như vậy cũng không tính là quá thảm. Diệp Vãn Nhi cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Không cần đâu, chúng ta cũng không thân đến vậy, đi ăn riêng với nhau, tớ sợ sẽ làm bạn trai hiểu lầm mất. Từ bằng hừ một tiếng, dường như không vui. Dương Tuyết thấy vậy bèn nói. Diệp Vãn Nhi, cậu sao vậy, dù sao trước đây cậu cũng từng là hoa khôi lớp chúng ta, chuyện chung thân đại sự không thể qua loa như vậy được. Sống với một người bình thường thì cậu sẽ là người bình thường suốt quãng đời còn lại, còn nếu ở với người có tiền thì cả đời cậu sẽ là phú bà. Bây giờ cậu đang rất vui vẻ, nhưng 5 năm, 10 năm nữa thì sao? Cả cuộc đời cậu còn bao nhiêu năm nữa chứ? Cậu muốn cả đời sống trong vinh hoa phú quý hay muốn đi mặc cả từng đồng từng các ở ngoài chợ? Từ thiếu gia vừa có tiền vừa có ý, cậu còn do dự gì nữa chứ? Dương Tuyết ở cạnh thêm dầu vào lửa, nói hết mọi thứ từ bằng không nói ra, làm tất cả bạn học đang ngồi đó đều im bặt. Ai nấy đều mang vẻ mặt vừa cảm thấy kỳ lạ vừa thích thú. Tần Lâm này khó xử thật, bị cướp bạn gái trước mặt bao nhiêu người thế này. Nếu đổi thành bạn gái của Từ thiếu gia, chắc chắn sẽ không có ai dám theo đuổi ra mặt như vậy. Nhưng Tần Lâm thì khác, anh chỉ là một bác sĩ, chẳng ai thèm quan tâm đến thân phận của anh. Nói trắng ra là vì không có bản lĩnh nên đến cả bạn gái của mình cũng không giữ nổi. Diệp Vãn Nhi cau mày, sau đó buông đũa xuống, cô thực sự đã giận rồi. Dương Tuyết nói năng chú ý một chút, không phải ai cũng tham vinh hoa phú quý như cậu đâu. Dương Tuyết sững ra một lúc, sau đó chỉ vào mặt cô, hả? Tớ tham vinh hoa phú quý. Diệp Vãn Nhi, cậu thôi tỏ vẻ trong trắng ở đây đi, hôm nay cậu đến đây còn mang theo một tên bạn trai trả ra gì, chẳng phải là để dụ dỗ Từ thiếu gia sao? Muốn làm cho Từ thiếu gia ghen đúng chứ? Loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này khi còn đi học tớ đã biết rồi. Đều là phụ nữ cả, diễn trước mặt tớ làm gì? Chắc bây giờ cậu đang nóng lóng muốn trèo lên giường của Từ thiếu gia làm phú bà rồi chứ gì? Lại còn ở đây ra vẻ dè dặt gì chứ, thật không biết xấu hổ. Bị Diệp Vãn Nhi nói là tham vinh hoa phú quý nên Dương Tuyết tức điên người, cô ta đứng dậy và bắt đầu công kích cô. Lời Dương Tuyết nói khó nghe vô cùng, Diệp Vãn Nhi giận đến phát khóc. Tần Lâm lắc đầu, buông đũa xuống, rồi lạnh lùng nói. Đang ăn cơm mà sao lắm rồi mũi thế này. Vừa dứt lời, Tần Lâm đứng dậy, vớ lấy chai vang đỏ, sau đó vung mạnh. Bụp! Chai rượu vang đỏ trực tiếp đập thẳng vào đầu Dương Tuyết, chỉ trong tích tắc, rượu đỏ hòa với máu loãng vỡ tan tành. Dương Tuyết bị đánh ngã nhào xuống sàn, toàn thân nhuốm đỏ, đầu cô ta đau đến mức suýt ngất đi. Tóc tai quần áo của cô ta đều thấm đẫm rượu đỏ và máu, nhếch nhác nằm trên mặt đất. Anh đánh tôi, anh lại dám đánh tôi. Hu hu hu. Từ bằng sửng sốt, không ngờ Tần Lâm lại dám động thủ. Hắn đứng lên nói. Anh làm gì thế, đều là bạn học cả, anh đánh người khác như vậy xem có được không? Tần Lâm cười khẩy, cô ta mắng Vãn Nhi, lẽ nào tôi còn không đánh cô ta sao? Không chỉ có cô ta thôi đâu, còn cả các người, thử nói gì Vãn Nhi thêm một câu nữa xem. Câu nói của Tần Lâm đã khiến cho mọi người ở đó im mồm. Những người đổ dầu vào lửa vừa nãy đều không dám mở miệng, nếu như bị chai rượu này đập vào đầu thì sẽ lõm một miếng mất. Mấy nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động bèn nhanh chóng dìu Dương Tuyết ra ngoài, nhìn thấy Tần đại sư đích thân đánh người nên đương nhiên bọn họ cũng không dám lên tiếng, đừng nói là đánh, cho dù có người chết ở phòng riêng này thì ông chủ Bùi cũng sẽ giúp anh lo liệu. Sau khi Dương Tuyết bị đưa ra ngoài, bầu không khí trong phòng riêng đã trở nên hòa dịu hơn rất nhiều. Trần Thục hít sâu một hơi, thầm nghĩ, 10 năm qua quả thực Tần Lâm vẫn không hề thay đổi, nói đánh là đánh, chẳng quan tâm là nam hay nữ. Nào, chúng ta đã lâu rồi không gặp, uống thêm vài ly đi. Từ bằng cũng không thuê vệ sĩ, đương nhiên hắn sẽ không chọc giận Tần Lâm, nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Rót rượu vang đỏ ra ly, nhấp một ngụm, đột nhiên cảm thấy rượu cũng ngon phết, sau đó hắn nhìn tên nhãn hiệu, nhưng lại không biết tiếng Anh.
Từ Bằng nói. Phục vụ, đây là rượu gì? Nhân viên phục vụ trả lời, đây là rượu Penfold Cabernet Syrah 1996, giá hiện tại là 220.000 tệ một chai. Cái gì? Từ Bằng đột nhiên thay đổi sắc mặt. 220.000 một chai rượu vang đỏ. Điên rồi sao? Mặc dù hắn có tiền nhưng hắn cũng chỉ là nhà giàu sổi thôi, ăn một bữa vài nghìn là quá lắm rồi, một chai rượu tận 220.000 tệ, thứ xa xỉ như thế này thật không dám động đến, nếu bố hắn biết, chắc chắn sẽ giết chết hắn mất. Từ Bằng tức giận, nhìn Tần Lâm chằm chằm rồi nói. Anh cũng quá đáng quá rồi đấy, tôi có lòng tốt mời anh ăn, còn anh thì hay rồi, gọi hẳn một bình rượu trị giá mấy trăm nghìn. Anh coi tôi là đồ ngu hả? Diệp Vãn Nhi cau mày, chẳng phải cậu nói tùy ý gọi sao? Từ Bằng hừ một tiếng, tớ nói tùy ý gọi là có thể gọi món tận mấy trăm nghìn hay sao? Có ai đi ăn mà gọi chai rượu mấy trăm nghìn không? Anh có xứng để uống chai rượu này không? Diệp Vãn Nhi có hơi tức giận, Từ Bằng, đừng nói khó nghe như vậy, cùng lắm thì bọn tớ sẽ tự trả tiền rượu, không cần cậu mời nữa, có được chưa? Từ Bằng nghiến răng. Vốn dĩ hắn không muốn gây chuyện với Diệp Vãn Nhi, nhưng nếu đã nói đến mức như vậy rồi thì cứ để cho Tần Lâm khó xử đi, Từ Bằng nói. Được, vậy bữa hôm nay chúng ta chia đôi đi, đồ ăn coi như tớ mời, rượu thì mạnh ai nấy trả. Sắc mặt của các bạn học khác cũng trở nên khó xử, chai rượu trị giá 220.000 này dường như mỗi người đều có một chai, cho dù không có tửu lượng tốt thì cũng hai người một chai. Nếu như chia đều thì chẳng phải mỗi người sẽ mất 100.000 đến 200.000 sao? Ăn một bữa lại tốn những 200.000. Với một gia đình bình thường mà nói, căn bản là không thể được, nhiều đó gần như là toàn bộ số tiền tích lũy của bọn họ. Diệp Vãn Nhi, bạn trai của cậu quá đáng lắm rồi đó, từ thiếu gia có lòng tốt mời các người ăn, các người lại đi hại người ta, chúng tôi đều không biết rượu này lại đắt đến vậy, nếu như biết trước thì bọn tôi cũng sẽ không uống đâu. Đúng vậy, một mình cậu phung phí thì mặc, lại còn liên lụy đến chúng tôi đều là người bình thường thì lấy đâu ra 220.000 chứ. Hừm, không có tiền còn giả vờ, nghèo kiết xác như cậu uống chút bia là được rồi, lại còn đòi vang đỏ, bây giờ thì hay rồi, từ thiếu gia không muốn trả tiền rượu cho chúng ta nữa, cậu vừa lòng rồi chứ. Vốn dĩ vừa rồi những người này đã bị Tần Lâm dọa cho câm họng. Nhưng khi nhắc đến vấn đề tiền bạc thì mọi người đều trở nên nhạy cảm, và bọn họ bắt đầu quở trách Tần Lâm. Nếu không phải do anh thì bọn họ cũng đâu cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Từ Bằng cười với vẻ giễu cợt, nói. Vãn Nhi, nếu cậu đồng ý làm bạn gái của tớ, tớ sẽ giúp trả phần của cậu. Diệp Vãn Nhi trừng mắt, không cần. Sau đó Từ Bằng hừ một tiếng, nhìn Trần Thục bên cạnh Diệp Vãn Nhi rồi nói. Trần Thục. Cô cũng không cần sao. Trần Thục cau mày, sắc mặt hết sức khó coi. Một chai rượu trị giá 220.000, đánh chết cũng không có tiền trả. Tổng Giám Đốc Từ, tôi. Từ Bằng cười lạnh, Trần Thục, cô nói giúp tôi vài câu đi, tôi sẽ trả giúp cho cô. Trần Thục nghiến răng, đương nhiên cô ấy biết Từ Bằng muốn cô ấy nói gì, chẳng qua là muốn cô ấy khuyên Diệp Vãn Nhi đối tốt với hắn ta. Nhưng cô ấy không thể. Cô không phải là loại người vì tiền mà bán đứng bạn bè. Nhìn thấy Trần Thục im lặng, Từ Bằng cười khẩy, được lắm, Trần Thục, cô được đấy. Nếu đã như vậy thì cô tự tính tiền rượu của mình đi. Dù sao Trần Thục cũng là bạn thân của Diệp Vãn Nhi, đương nhiên lời nói của cô ấy sẽ có trọng lượng hơn người khác, nếu như Trần Thục chịu giúp thì hắn ta có thể suy nghĩ về việc giúp cô thanh toán số tiền đó. Nhưng hiện tại, Trần Thục đã hoàn toàn giả câm giả điếc. Nếu đã như vậy, Từ Bằng không những không trả tiền rượu, mà sau khi quay về, hắn sẽ làm khó công việc của bố cô, để xem cô làm thế nào. Nhân viên phục vụ đến rất nhanh, nhìn thấy mọi người đều đã ăn được kha khá, bèn hỏi. Các vị khách quý đã dùng bữa xong chưa ạ? Từ Bằng gật đầu, sau đó chỉ vào Tần Lâm, nói. Xong rồi, chúng tôi tính tiền riêng, hai người bọn họ tự trả, chúng tôi chia đều. Nhân viên phục vụ ngây ra, có chút bối rối. Tiên sinh, anh chắc chứ? Ông chủ Bùi đã nói trước đó rồi, bàn của Tần đại sư Dewoy miễn phí, đồ ăn đồ uống gọi không giới hạn. Tại sao bọn họ lại thành ra chia đều rồi? Lại còn để Tần đại sư tính riêng? Đây chẳng phải là muốn trả tiền hay sao?
Từ Bằng hừ một tiếng, tôi chắc chắn, đây đều là bạn học của tôi, giảm giá một chút được chứ. Còn hai vị này không cần phải giảm. Mặc dù nhân viên phục vụ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể nhìn ra được dường như Từ Bằng đang có mâu thuẫn với Tần Đại Sư. Thật muốn tìm đến cái chết mà, được dùng bữa với Tần Đại Sư vinh quang như vậy, ngay cả ông chủ Bùi cũng phải xếp hàng chờ, một cậu ấm của giám đốc một xí nghiệp nhỏ lại dám ra vẻ như thế. Thật là tỏ vẻ. Dù sao thì Từ thiếu gia cũng muốn tính tiền, vậy nên mọi người sẽ được giảm 5%. 5% tuy không cao nhưng cũng giảm được kha khá tiền. Tận 200.000. Chai rượu này gần như ngốn hết tiền tích lũy của đa số mọi người. Tần Lâm ngẩng đầu lên, nhìn đám bạn học của Diệp Vãn Nhi. Các người cũng muốn chia đều sao? Nghe Tần Lâm nói xong, bọn họ đột nhiên tức giận. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh còn muốn bọn tôi trả luôn phần anh sao? Mơ đi. Hừm, đều tại anh cả. Mọi thứ đang yên đang lành lại bị anh làm rối tung hết lên, thật đáng ghét. Diệp Vãn Nhi, tại sao cậu lại thích loại người này được chứ? So với Từ thiếu gia thì anh ta hoàn toàn chẳng có ưu điểm nào, tớ thật phục cậu đấy. Mọi người mỗi người nói một câu, không hề nể chút mặt mũi nào, vô cùng khó nghe. Tần Lâm cười khẩy, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Mọi người xuống lầu, ai nấy đều mặt trao mày ủ thanh toán hóa đơn, có người dùng thẻ ngân hàng, một số dùng thẻ tín dụng, quẹt tận mấy tấm thẻ mới đủ tiền trả tiền rượu. Ngay cả Từ Bằng cũng sót khi trả 220.000 tiền rượu chứ đừng nói đến người khác. Khi đến quầy thanh toán, Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi đã trực tiếp đi luôn ra ngoài, Trần Thục có hơi bối rối. Chúng ta, không trả tiền sao? Tần Lâm nói, không cần. Nhìn thấy ba người định rời đi, Từ Bằng bỗng chừng mắt hét to. Này, phục vụ, bọn họ tính đi mà không thanh toán kìa. Tiếng hét của Từ Bằng đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị khách khác cũng đến xem, khách sạn Kim Long này là khách sạn rất cao cấp, đến đây ăn đều là những nhân vật có tiếng trong xã hội, ở đây mà quyệt tiền là vô cùng hiếm có. Mọi người đều kéo đến xem, vừa hay lại đúng ý của Từ Bằng. Quyệt tiền thì cũng phải xem đây là địa bàn của ai, nếu dám quyệt thì sẽ bị đánh chết đó. Giám đốc Phương nghe thấy liền đi tới, hỏi. Từ thiếu gia, có chuyện gì vậy? Từ Bằng chỉ vào Tần Lâm, nói, bữa ăn hôm nay chúng tôi chia đều, bọn họ muốn quyệt tiền. Giám đốc Phương sửng sốt, có chút bối rối nhìn sang Tần Lâm. Từ thiếu gia, cậu nhầm lẫn rồi, bữa ăn hôm nay là do ông chủ chúng tôi miễn phí cho Tần tiên sinh ạ. Từ Bằng sững sờ, miễn phí. Giám đốc Phương, ông có nhầm không, anh ta gọi chai rượu trị giá 220.000 tệ đó. Ba bọn họ mỗi người uống một chai, vị chi là 660.000, ông có chắc là được miễn phí chứ? Giám đốc Phương cười nói, đừng nói là 660.000, dù có là 6.600.000 thì cũng sẽ được miễn phí. Mọi người không phải là bạn của Tần tiên sinh sao, tại sao lại muốn chia đều? Tất cả bạn học đều ngơ ra. Miễn phí? Theo Tần Lâm thì có thể miễn phí sao? Cả đám đều ngây ra. Tần Lâm này lại có máu mặt thế sao? Anh ta có quen biết với ông chủ sao? Đám bạn học này lập tức trở nên niềm nở, vội lao đến nói. Tôi là bạn của anh ấy, tôi là bạn học của bạn gái anh ấy. Đúng rồi, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, chắc cũng được miễn phí đúng không? Đúng rồi đấy, mọi người đều là bạn học của nhau, phần ai người ấy trả thì khách khí quá, chúng tôi đều đi cùng Diệp Vãn Nhi. Giám đốc Phương quay đầu nhìn Tần Lâm. Tần Lâm mặt vô cảm, lạnh lùng nói. Tôi không quen bọn họ. Đám đông. Trước đó trong phòng riêng, Tần Lâm đã cho bọn họ hai cơ hội, nhưng bọn họ không những không biết cảm kích mà còn buông lời châm biếm, nhục mạ, loại người này không cần phải để ý đến. Giám đốc Phương cũng hiểu mối quan hệ này, lập tức nghiêm mặt nói. Nếu đã như thế thì mời các vị trả hết tiền rượu của mình. Tất cả mọi người lập tức tối sầm mặt lại. Trả tiền xong, bước ra khỏi nhà hàng, sắc mặt ai cũng rất khó coi, mặc dù bọn họ đã cùng nhau khẩn khoản cầu xin, mềm mỏng thương lượng mãi mới được giảm giá, nhưng cho dù là vậy thì ai cũng phải trả mười mấy nghìn tệ. Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ, họ không phải đại gia như Từ Bằng, mấy nghìn tệ đủ khiến bọn họ vốn đã chẳng khá giả gì nay lại càng nghèo hơn.
Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Trần Thục nói. Hay là ba chúng ta tụ họp riêng đi. Được, Tần Lâm cười, không thể nào để tên Từ Bằng làm mất hứng của họ được. Bao nhiêu năm nay Trần Thục luôn chăm sóc Diệp Vãn Nhi, Tần Lâm vẫn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Vậy được, tôi khóa xe điện ở đây, khi nào có thời gian thì quay lại lấy. Tần Lâm liếc nhìn con xe điện tồi tàn của Trần Thục, đột nhiên anh nói. Bên kia có triển lãm xe, chúng ta đi xem đi, đúng lúc tôi cũng đang muốn mua một chiếc cho Vãn Nhi. Diệp Vãn Nhi sững sờ, hả? Em không cần, em cũng không biết lái. Tần Lâm nói, không có xe thì bất tiện quá, không biết lái cũng không sao, có thể thuê tài xế. Lúc ba người nói chuyện cũng chẳng cố ý né tránh ai, vì thế có mấy người bạn học nghe được. Đúng lúc đang bực mình với Tần Lâm, chẳng qua chỉ là quen biết ông chủ nhà hàng thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Anh có giỏi thì so bì với Từ thiếu gia đi. Từ thiếu gia chẳng cần dựa vào mối quan hệ quen biết với ai, người ta có thực lực, có tiền của, có điều kiện, một tên bác sĩ quèn như anh thì khoe khoang cái gì chứ? Từ Bằng nghe thấy thế cũng cười khẩy. Người anh em, chắc anh không biết trung tâm triển lãm bên cạnh là nơi nào đúng không, chỗ đấy không phải là cái chợ bán xe cũ, đó là triển lãm xe đắt tiền, con xe rẻ nhất cũng phải 500.000 tệ, không có loại xe cũ giá 3, 40.000 tệ đâu. Nghe thấy lời Tần Lâm nói, Từ Bằng thực sự muốn cười, quen biết ông chủ nhà hàng thì ghê gớm lắm sao? Còn mua xe, thuê tài xế. Đùa tôi à? Ngay cả đại gia như Từ Bằng cũng không khoe khoang tới mức thuê tài xế, tên Tần Lâm này đúng là hay thật đấy. Mấy người bạn đứng bên cạnh nói chêm vào, Từ thiếu gia, cậu đừng nói như thế, nhỡ đâu người ta có tiền thật thì sao, nói không chừng quất hẳn con xe sang trị giá vài triệu đấy, ha ha ha. Từ Bằng cũng cảm thấy nực cười, nếu đã như thế vậy thì chúng ta cùng nhau đến xem rồi tư vấn giúp anh ta đi. Được, tôi cũng muốn xem tên bác sĩ này có thể mua được con xe sang nào. Triển lãm ngày hôm nay thực sự toàn bày bán xe sang đắt tiền, xe giá 5, 600 tệ rất ít, hầu hết toàn trên 1 triệu tệ, Tần Lâm đi đến đó chắc chắn sẽ bị mất mặt, đến lúc đấy xem anh còn có thể ngông cuồng như thế này nữa không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.